Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 51. Thứ 6, Hà Luyến Kỳ. 1. Thánh địa. Nghe hai chữ này, tất cả mọi người ngây người, ngay cả Dương Diệp cũng nao nao, hắn không nghĩ tới cô gái này dĩ nhiên là cường giả thánh bảng của thánh địa, hơn nữa bài danh còn cao hơn cả Mạc Diệp Tà. Dù như thế, thực lực cô gái này không rõ ràng cho lắm, nhưng chính vì nàng làm ra những bộ xương kia cũng đủ mạnh hơn Mạc Diệp Tà, có thể chảm hoàng giả cảnh cửu phẩm, Mạc Diệp Tà không làm được. Người dĩ nhiên là người thánh địa, chứ cắt đâu. Nam tử áo vàng kéo dài khoảng cách với Vân Khinh Giao, trầm giọng hỏi. Vân Khánh Giao vuốt vuốt mái tóc của mình, nàng khẽ cười nói. Hắn, tự nhiên là chết rồi. Sắc mặt nam tử áo vàng biến hóa, nói. Ngươi! Hắn vốn định quát tháo vài câu, nhưng những lời quát tháo không thể ra khỏi miệng, thân phận và thực lực của đối phương cũng không phải hắn có thể quát tháo. Bàn tay như ngọc của Vân Khinh Giao vuốt ve mái tóc, cười nói. Ta đến huyền giả đại lục, vốn chỉ thí nghiệm mấy trận pháp cần giết chóc thật lớn, những lão gia hỏa trong thánh địa không đồng ý cho ta giết chóc trong thánh địa, không có biện pháp, chỉ có thể đến huyền giả đại lục. Nhưng không nghĩ tới, tại huyền giả đại lục còn gặp nhiều việc thú vị như thế giới này lại xuất hiện kiếm hoàng. Càng không có nghĩ tới Tả Đăng Phong và Yêu Dạ, còn có Mạc Diệp Tà đều bại trong tay ngươi. Ngươi, nam tử áo vàng còn muốn nói điều gì đó. Vân Khinh Giao lại đột nhiên liếc hắn một cái, nói. Ngươi cầm miệng đi, tại đây, có tư cách nói chuyện với ta chỉ có người dưới kia, hiểu chưa? Sắc mặt nam tử áo vàng lập tức khó nhìn, Vân Khinh Giao lại không quan tâm tới hắn, trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có chuyện cần nói rõ, lúc trước triệu hoán ra đám rác rưởi như Phi Thiên Ngô Công cũng không phải ý đồ chân chính của ta, chẳng qua ta chỉ qua loa La Tuấn mà thôi. Ý đồ chân chính của ta là triệu hoán 360 bộ xương dưới kia thôi. Dường như ngươi rất tự tin. Dương Diệp lật tay một cái, cổ sao xuất hiện trong tay, sau đó ý kiếm vào vỏ. Vân Khinh Giao liếc mắt nhìn cổ sao trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Không thể không nói, kiếm kỹ của ngươi rất mạnh, cũng không kém gì kiếm kỹ trong thánh địa. Ngươi muốn dựa vào kiếm kỹ phá thất tinh trận của ta là quá xem thường ta rồi. Không tin, chúng ta tới thử xem. Nói đến đây, Vân Khinh Giao hơi dừng lại, sau đó quát. Chảm, chảm. 360 tiếng quát khác nhau vang lên, sau đó 360 chuôi đại chém mạnh xuống, 360 đạo đao khí hiện ra và hội tụ thành đao khí cực lớn, đao khí kia chém vỡ không gian chém về phía Dương Diệp. Đao khí vô cùng sắc bén, không gian chung quanh yếu ớt như tờ giấy, những nơi đao khí đi qua, không gian bị vỡ vụn. Tràng cảnh này cực kỳ dọa người. Dường như ngươi rất tự tin. Dương Diệp lật tay một cái, cổ sao xuất hiện trong tay, sau đó ý kiếm vào vỏ. Vân Khinh Giao liếc mắt nhìn cổ sao trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Lâm ngơ ngác, sau đó lại chạy ra sau lưng Dương Diệp. Tử Điêu vỗ đầu Lôi Lâm, đúng là gia hỏa không có nghĩa khí, dù nàng cũng nấp sau lưng Dương Diệp. Phát giác động tác của hai nàng. Dương Diệp mỉm cười, sau đó hắn tiến lên một bước, ý kiếm ra khỏi vỏ, ý kiếm toái, một đạo kiếm quang phóng lên trời và va chạm với đạo khí. Uy thế của kiếm khí không thua kém gì đao khí. Oanh! Trong ánh mắt của mọi người, kiếm khí và đao khí va chạm vào nhau, sau khi yên lặng trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó khí lãng hình tròn xuất hiện, những nơi khí lãng đi qua, không gian phập phồng rất mạnh. Sau đó không gian cũng không chịu nổi khí lãng bao phủ nên nổ tung ngay sau đó. Kiếm khí và đao khí vẫn dây dưa với nhau, cả hai cùng vỡ ra, đao khí và kiếm khí đều rạn nứt. Tăng! Vân Khinh Giao lại quát lớn, khi nàng vừa dứt lời, chỉ thấy tinh không xuất hiện 9 ánh sao bay vào trong đao khí. Ánh sao tiến vào trong đao khí, đột nhiên đao khí bộc phát ra đao mang rất mạnh, sau đó có tiếng nổ lớn vang lên, kiếm khí của Dương Diệp bị đao khí chém thành hai khúc. Tốc độ của đạo khí nhanh gấp đôi lúc trước, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, lần đầu tiên Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn bị người ta phá vỡ chính. Diện, không thể không nói, 360 bộ xương khô trước mắt hợp lực về rất mạnh, cũng mạnh hơn hẳn một ít. Tay phải của Dương Diệp nắm chặt, kiếm ý vỡ vụn lúc trước lập tức ngưng tụ thành ý kiếm mới, ý kiếm vào vỏ, sau đó Dương Diệp lại rút ra. Xây. Kiếm khí dùng phương thức đinh ốc va chạm với đao khí.
Oanh, tiếng nổ lớn như sấm rền vang lên, kiếm khí cùng đao khí đồng thời vỡ vụn. Chạm. Nhưng lúc này, giọng nói của Vân Khinh Giao lại vang lên, sau đó đao khí lại bắn về phía Dương Diệp. Chạm. 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 Khi Vân Khinh Giao không ngừng quát lớn, từng đạo đao khí cực lớn không ngừng chém về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, đao khí không cần huyền khí sao? Có thể kích phát vô hạn. D. Dường như biết rõ Dương Diệp đang suy nghĩ gì, Vân Khinh Giao nói. Người đoán đúng rồi, đao khí này có thể phát ra vô hạn, khanh khách. Không nghĩ tới đúng không? Đừng nói ngư cơi, cho dù cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm chính thức không tìm ra biện pháp phá trận cũng sẽ chết. Người muốn trách thì trách người lúc trước tự đại, tự động đi vào trong trận pháp của ta, hơn nữa lúc tụ tinh không trốn đi. Hiện tại, người muốn chạy trốn cũng không kịp. Dương Diệp không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, lập tức long biến, sau đó rút kiếm. Hắn biết rõ, lần này hắn thật khinh địch, lúc trước xuất hiện những khô lâu này, hắn nên chủ động xuất kích, mà không phải nói nhảm với nữ nhân này, bằng không thì, hiện tại hắn không lâm vào cục diện bị động. Bây giờ ngươi cảm thấy rất hối hận. Nhìn Dương Diệp không ngừng rút kiếm đối phó trận pháp của mình, Vân Khinh Giao cười nói. Kỳ thật, ngươi rất mạnh. Bởi vì ba người mặc diệt tà tuyệt đối không thể ngăn cản lâu trong trận pháp của ta như vậy, mà ngươi lại rất thành thạo. Thật đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn phải chết. Dường như ngươi quá đắc ý quên hình. Sau khi đánh nát đao khí, đột nhiên Dương Diệp nhìn về phía Vân Khinh Giao, nói. Ta đúng là đắc ý quên hình, ngươi có thể làm gì được ta? Trên mặt Vân Khinh Giao nở nụ cười sáng lạn. Đừng quên, ta có kiếm tâm thông minh. Dương Diệp nói. Nụ cười trên mặt Vân Khinh Giao cứng đờ. Phá! Dương Diệp gầm lên một tiếng, ý kiếm trong tay chém vào khe hở dưới chân, keng, một tiếng, ý kiếm của Dương Diệp bị ngăn trở, nhưng sau đó hai tay cầm kiếm của Dương Diệp xoay mạnh, xùy, một tiếng, ý kiếm đâm xuống mặt đất. Răng rắc! Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy trận pháp xuất hiện rất nhiều khe hở, Dương Diệp lại tươi cười, nhưng đúng lúc này, một tia sáng trắng bắn ngược lên. Sau đó dùng tốc độ Dương Diệp không cách nào trốn tránh xuyên qua ngực hắn. Một nam tử cầm trường cung màu xanh xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Thánh địa thánh bảng thứ 6, tổ trưởng tiền tổ Hà Luyến Kỳ bái kiến kiếm hoàng. Giọng nói của nam tử vang lên bên tai Dương Diệp. Tiễn điển ngũ thức, 1. Hai cường giả thánh bảng. Thanh niên áo vàng trên tường thành vẫn sững sờ, sau đó hắn vui mừng như điên, lần này thánh địa đã không có xem thường Dương Diệp. Một lần phái Vân Khinh Giao đứng hàng thứ 7 xuất thế suýt giết Dương Diệp, hiện tại tăng thêm Hà Luyến Kỳ đứng hàng thứ 6, Dương Diệp còn không chết hay sao? Dù hắn ngay từ đầu cầu hòa Dương Diệp, nhưng nếu như Dương Diệp chết thì tốt nhất. Ngươi tới làm cái gì? Vân Khánh Giao nhìn nam tử vác cung, nàng tức giận nói. Hà Luyến Kỳ rất sợ nữ tử này, hắn không dám đi, chỉ nói khẽ, sợ người gặp nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ta không đối phó nổi hắn sao? Vân Khinh Giao tức giận nhìn Hà Luyến Kỳ nhưng giọng nói nhu hòa hơn nhiều. Tả Đăng phong bại, yêu dạ bị tra tấn chí tử, hôm nay Mạc Diệp Hiên cũng bị thương bỏ trốn, Dương Diệp rất mạnh. Hà Luyến Kỳ nói khẽ. Ngươi vẫn cảm thấy ta không đối phó nổi hắn. Vân Khinh Giao hừ lạnh một tiếng, nàng rất mất hứng. Hà Luyến Kỳ vội vàng lắc đầu, nói. Ta chỉ lo lắng cho ngươi. Vân Khinh Giao còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này. Nàng và Hà Luyến Kỳ khiếp sợ nhìn sang, sau đó Dương Diệp đã cầm kiếm của mình đi về phía Hà Luyến Kỳ. Không có việc gì. Ánh mắt Hà Luyến Kỳ ngưng trọng, trên mặt Vân Khinh Giao không còn nụ cười nào nữa. Ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt Hà Luyến Kỳ nhìn ngực của Dương Diệp, hắn không thấy Dương Diệp bị thương. Ngươi cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Diệp nói. Vốn ta cảm thấy Long Lân phòng ngự của ta rất mạnh. Trong tôn giả cảnh không ai có thể phá vỡ, nhưng lại bị một mũi tên của người xuyên qua, ta phải ước định lại thiên tài trong thánh bảng của các ngươi. Sau khi đạt được Long Tổ truyền thừa, phòng ngự của Dương Diệp đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố, đừng nói tôn giả cảnh, cho dù là hoàng giả cảnh cũng không dễ dàng phá tan phòng ngự của hắn, nhưng nam tử trước mặt lại phá được. Dương Diệp rất rõ ràng, thiên tài trên thánh bảng của thánh địa có thực lực mạnh hơn hẳn suy nghĩ. Thì ra thân thể của người có năng lực tự chữa trị. Ánh mắt Vân Khánh Giao nhìn ngực của Dương Diệp, bỗng nhiên nói ra. Dương Diệp dừng lại,
Sau đó hắn vẫy tay với Tử Điêu cùng Lôi Lâm, cả hai cũng biết Dương Diệp có ý gì, Tử Điêu hơi do dự, bởi vì Dương Diệp bảo các nàng tiến vào Hồng Mông Tháp. Lôi Lâm lại không chút do dự, trực tiếp hóa thành lôi quang chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp lại vẫy tay với Tử Điêu chu miệng lên, cuối cùng không tình nguyện gật đầu một cái, sau đó tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Hà Luyến Kỳ gỡ trường cung ra, sau đó lấy ra một mũi tên màu vàng đặt lên dây cung, đầu mũi tên nhắm ngay Dương Diệp, nói. Tiếp ta một mũi tên. Nói xong, mũi tên bay ra. Mũi tên màu vàng vừa mới rời dây cung đã bành trướng, nó hóa thành cự long màu vàng. Giống. Cự long màu vàng há miệng cắn Dương Diệp. Coi chừng, hắn truyền thừa huyết mạch long tổ, có lực áp chế chí mạng với long ảnh và long tộc. Vân Khánh Giao lo lắng nhắc nhở một câu. Sắc mặt Hà Luyến Kỳ biến hóa, hắn muốn thu hồi mũi tên kia, nhưng mà đã trễ, sau khi cự long màu vàng tới trước mặt Dương Diệp, nó vừa hé miệng chuẩn bị cắn, dường như nó gặp phải. Chuyện đáng sợ gì đó, thân thể chùn xuống và nổ tung giữa không trung. Sau đó một mũi tên rơi xuống trước mặt Dương Diệp. Cửu tinh liên châu. Hà Luyến Kỳ quát lớn, hắn lại bắn một tia kim quang về phía Dương Diệp, từng đạo kim quang xuất hiện liên tiếp, sau đó chúng theo sát lẫn nhau. Có 9 đạo kim quang tương liên nhau, một đạo tiếp lấy một đạo, chúng hóa thành cột sáng màu vàng, hai đầu cột sáng kia bay thẳng về Dương Diệp và Hà Luyến Kỳ. Chân phải của Dương Diệp điểm nhẹ vào mặt đất, hai chân nửa ngồi, hai tay của hắn cầm chặt ý kiếm, lúc kim quang đầu tiên tới trước mặt hắn, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hắn cầm ý kiếm chém tới. Một kích chí mạng. Sau khi Dương Diệp học được chiêu này, hắn chưa từng dùng bao giờ, bởi vì trong tình huống bình thường, Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật đã đủ quyết định thắng bại. Hiện tại sở dĩ dùng là vì không muốn lãng phí thời gian. Xuy, kiếm của Dương Diệp chém thẳng vào kim quang, khi được một kích chí mạng gia trì, uy lực của kiếm ý thập nhất trọng đã tăng lên gấp bội, ý kiếm trực tiếp bổ vào kim quang kia, sau đó toàn thân của Dương Diệp lao theo kiếm ý lao thẳng về phía Hà Luyến Kỳ qua, không tới một giây, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Hà Luyến Kỳ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Hà Luyến Kỳ hơi đổi, trên mặt hắn không có vẻ bối rối, chỉ trong mắt hắn chỉ có ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới, trên Huyền Giả Đại Lục lại xuất hiện nhân vật như thế, nếu đặt Dương Diệp trong thánh địa, hắn cũng là siêu cấp thiên tài. Xúc địa thành thốn. Lúc Dương Diệp đi tới trước mặt Hà Luyến Kỳ quát lớn, lúc hắn xuất hiện lần nữa đã cách Dương Diệp hơn trăm trượng. Xuyên vân. Hà Luyến Kỳ quát lớn. Lúc này một mũi tên hóa thành cầu vồng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Keng! Dương Diệp hoành kiếm trước ngực, mũi tên màu vàng bay thẳng vào ý kiếm của Dương Diệp, ý kiếm khẽ run lên, vô số khe hở xuất hiện trên ý kiếm, bản thân Dương Diệp cũng bị lực trùng kích của mũi tên đẩy về phía sau vài trăm trượng. Tiễn điển ngũ thức! Trong mắt Vân Khinh Giao xuất hiện một tia hưng phấn, nàng không nghĩ tới Hà Luyến Kỳ vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiễn điển ngũ thức chính là tuyệt chiêu do cường giả thánh giả cảnh ngày xưa sáng chế, uy lực của nó vô cùng cường đại, năm đó cường giả thánh địa đại chiến với huyền giả nghịch loại, cường giả thánh giả cảnh này đã làm huyền giả nghịch loại kiêng kỵ không thôi, bởi vì một khi năm mũi tên phát ra cùng một lúc là có thể đổ thánh. Đương nhiên, cho dù Hà Luyến Kỳ có thể bắn ra năm mũi tên cùng lúc, hiển nhiên hắn không có khả năng đổ thánh, nhưng đổ hoàng lại dễ dàng. Sở dĩ bài danh của Vân Khinh Giao xếp sau Hà Luyến Kỳ, bởi vì cho dù Hà Luyến Kỳ có thể phát ra 5 mũi tên cùng lúc. Toái tinh. Hà Luyến Kỳ lại quát lớn, lúc này 5 mũi tên xuyên phá không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, ý kiếm trong tay đảo ngược đánh thẳng vào mũi tên. Keng. Ý kiếm trong tay Dương Diệp vỡ vụn, mũi tên vẫn rung động, sau đó tiếp tục bay thẳng vào ngực của Dương Diệp. Dương Diệp không dám để mũi tên xuyên thấu thân thể, bởi vì hắn cảm giác được mũi tên này có lực lượng kỳ dị, nếu như bị nó xuyên thấu thân thể, cho dù không chết khẳng định cũng trọng thương. Hắn thét thật to, Dương Diệp huyễn hóa hai tay thành long chảo bắt lấy mũi tên. Nhưng mũi tên ẩn chứa lực lượng thật sự quá lớn, thế cho nên Dương Diệp vẫn bị lực lượng trùng kích, hai chân kéo lên hai đường dài trên mặt đất và lui về phía sau. Hai tay của Dương Diệp cũng chảy máu tươi. Đoạn. Hai móng vuốt của Dương Diệp lập tức bẻ gãy mũi tên. Trăng non. Hà Luyến Kỳ quát lớn, lại có mũi tên thật dài màu vàng bắn thẳng về phía Dương Diệp. Sau mũi tên là vứt nứt không gian,
vết nứt không gian thật dài, không chỉ có như thế, chung quanh vết nứt không gian còn có không gian loạn lưu phạm vi 10 trượng. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia ngưng trọng, tay phải nắm chặt, ý kiếm xuất hiện trong tay, kiếm đặt vào trong cổ sao, sau đó rút mạnh ra. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Khi Dương Diệp quát lớn, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm vỡ, kiếm quang bay thẳng ra khỏi cổ sao, tốc độ kiếm quang cực nhanh, giống như thời gian qua nhanh, chỉ trong nháy mắt đã va chạm với mũi tên. Oanh! Lúc hai bên tiếp xúc lẫn nhau đã vỡ ra, vô số khí lãng và kiếm khí điên cuồng bao phủ bốn phía, khi những kiếm khí và khí lãng này khuếch tán ra chung quanh, chỉ trong nháy mắt không gian đã vỡ nát, một lỗ đen xuất hiện trước mặt hai người. Qua chừng 3 giây, vết nứt không gian mới được thiên địa pháp tắc chữa trị. Thật mạnh! Thanh niên áo vàng đứng trên tường thành lẩm bẩm. Hiện tại hắn mới biết khác biệt giữa thánh địa và huyền giả đại lục. Cả huyền giả đại lục, trừ Dương Diệp ra, không đúng, còn có An Nam Tĩnh, trừ hai người này ra, thế hệ trẻ của cả huyền giả đại lục không ai có thể so sánh với thiên tài của thánh địa. La Tuấn là nhân hoàng đương đại, nhưng trừ phi hắn có thể nhất thống toàn bộ huyền giả đại lục, nếu không không là gì trong mắt thánh địa. Hiện tại thanh niên áo vàng đã quyết định, sau khi trở lại đế đô, hắn phải đề nghị Hán Hoàng không tiếc bất cứ giá nào cũng phải kết giao với thánh địa. Hiện tại đỉnh Hán đế quốc đã mưa gió mờ mịt, chỉ có nương tựa vào thánh địa mới có thể sống tiếp. Đương nhiên, nếu như hiện tại Dương Diệp chết đi thì tốt. Quán Nhật. Khi mũi tên thứ ba và kiếm khí của Dương Diệp biến thành vô hình, Hà Luyến Kỳ quát lớn, mũi tên thứ tư đã bay ra ngoài. Mũi tên chỉ xé rách không gian, có xu thế quán Nhật. Mũi tên bắn tới. Bỗng nhiên đồng tử Dương Diệp co rút nhỏ lại như đầu kim, bởi vì hắn có cảm giác nguy hiểm cực mạnh, đồng thời trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm, đó là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật căn bản không cách nào ngăn cản được mũi tên này, trừ phi hắn cưỡng ép tăng thực lực lên, đạt tới hoàng giả cảnh. Hiển nhiên, điều đó không có khả năng. Dương Diệp thấp giọng thở dài, trong lòng không có tư vị, bởi vì lần đầu tiên Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bại bởi huyền kỹ của huyền giả cùng giai, trong lòng của hắn làm sao dễ chịu cơ chứ? Không có lựa chọn, Dương Diệp tiến lên phía trước một bước, hắn thi triển kiếm vực, sau khi kiếm vực xuất hiện, khí thế từ mũi tên của Hà Luyến Kỳ bị áp chế, mặc dù không có dừng lại nhưng là khí thế và tốc độ đã bị ngăn cản, uy lực cũng không bằng lúc trước. Phá! Dương Diệp xuất hiện trước mũi tên, ý kiếm trong tay đánh nát mũi tên. Kiếm vực sao? Xa xa, Hà Luyến Kỳ gật đầu, sau đó phải tay lật một cái, mũi tên thứ năm xuất hiện. Xuyên Vân! Toái tinh, trăng non, quán nhật, phá thiên. Năm mũi tên phát ra cùng một lúc. Năm mũi tên cũng không phải nối liền cùng một chỗ, mà là từ các hướng khác nhau bay về phía Dương Diệp. Nhưng lúc năm mũi tên xuất hiện trong phạm vi trăm trượng trước mặt Dương Diệp thì chúng chuyển hướng, sau đó hội tụ cùng một chỗ, sau đó hình thành một mũi tên dài vài trường. Mũi tên dài phương thức định ốc bắn vào Dương Diệp, những nơi đi qua, không gian vỡ nát như thủy tinh. Sau khi bắn ra mũi tên cuối cùng, sắc mặt Hà Luyến Kỳ tái nhợt không còn chút máu. Nhìn thấy cảnh này, hai tay Vân Khinh Giao nắm chặt, trên mặt đầy hưng phấn. Hà Luyến Kỳ đã từng khiêu chiến vị trí thứ 5 trên thánh bảng, khi đó hắn thi triển tiến kỹ này một lần, đáng tiếc, hắn bại. Sau đó nàng không nhìn thấy Hà Luyến Kỳ thi triển tiến kỹ này lần nào nữa, bởi vì trừ Yêu Nghiệt trên top 5 của thánh bảng, không có người nào đáng giá cho hắn sử dụng chiêu này. Hiện tại hắn lại thi triển, mà mục tiêu là kiếm tu tôn giả cảnh nhất phẩm của huyền giả đại lục. Dương Diệp có thể tiếp được không? Vân Khánh Giao không biết Dương Diệp có thể tiếp được hay không, cho dù Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm vực, trừ phi Dương Diệp có thể chính thức nắm giữ huyền bí của kiếm vực. Nam tử áo vàng bên cạnh Vân Khinh Giao và tất cả huyền giả của đỉnh Hán đế quốc đều kinh ngạc tới ngây người, bọn họ xem ra, đây không phải chiêu thức mà cường giả tôn giả cảnh có thể thi triển ra. Chỉ sợ một ít cường giả hoàng giả cảnh ra tay cũng không có kinh khủng như vậy. Thánh địa. Hiện tại mọi người càng kính sợ thánh địa. Dương Diệp tiến lên phía trước một bước, hắn triệt tiêu kiếm vực, ý kiếm trong tay tiến vào cổ sao, sau đó hắn liên tục rút ra nhiều lần, Dương Diệp rút ra ba kiếm, ba đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra làm cho uy thế kiếm khí của hắn không yếu hơn tiến kỹ của Hà Luyến Kỳ. Trong mắt của mọi người, ba đạo kiếm khí của Dương Diệp điệp ra va chạm với mũi tên thật dài. Oanh! Ngay sau đó vị trí va chạm vỡ nát. Keng! Đồng tử Vân Khinh Giao co rụt lại,
bởi vì trong 5 mũi tên của Hà Luyến Kỳ đã có một mũi tên vỡ nát, Dương Diệp cũng tổn thất một đạo kiếm khí. Keng! Lại có tiếng nổ thanh thúy vang lên, lại có mũi tên của Hà Luyến Kỳ vỡ nát, một đạo kiếm khí của Dương Diệp cũng biến mất. Oanh! Mũi tên thứ 3 và kiếm khí thứ 3 cũng tan vỡ. Không có kiếm khí ngăn trở, hai mũi tên mạnh nhất của Hà Luyến Kỳ bay thẳng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm Hà Luyến Kỳ buông lỏng một hơi, trong mắt còn mang theo vui vẻ, bởi vì thắng bại đã quyết định. Hai mũi tên mạnh nhất của hắn vẫn còn, một khi hai mũi tên tiếp cận đối thủ, dù là đối thủ phá vỡ thì năng lượng của chúng cũng có thể tiêu diệt đối phương. Vân Khinh Giao cũng buông lỏng một hơi, bàn tay trắng như ngọc chậm rãi buông ra, cùng lúc đó, ánh sáng bao phủ 360 bộ xương cũng biến mất. Tuy nàng nhìn Hà Luyến Kỳ cùng Dương Diệp sâu lâu với nhau, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Hà Luyến Kỳ bại, nàng sẽ không do dự ra tay. Hiện tại xem ra, đã không cần. Nhìn thấy thần sắc của Vân Khinh Giao và Hà Luyến Kỳ, đột nhiên tản trong mắt nam tử áo vàng tỏa ra thần thái hưng phấn. Nếu như Dương Diệp vừa chết, như vậy đỉnh Hán đế quốc có thể quật khởi lần nữa, mà hắn vô cùng có khả năng sẽ trở thành hoàng đế kế tiếp của đỉnh Hán đế quốc. Về phần La Tuấn đã bị hắn loại bỏ. Nhìn ba đạo kiếm khí của mình bị phá đi, Dương Diệp thở dài, không thể không nói, Hà Luyến Kỳ rất mạnh, Trừ An Nam Tĩnh là cường giả tôn giả cảnh mạnh nhất mà hắn gặp. Không, phải nói nếu như thực lực An Nam Tĩnh hôm nay vẫn như lúc trước, An Nam Tĩnh tuyệt đối không thắng được nam tử này. Nhưng Dương Diệp tin tưởng, An Nam Tĩnh chắc chắn sẽ không dừng bước, không biết nàng hôm nay mạnh tới mức nào. Loại bỏ suy nghĩ trong đầu, Dương Diệp vươn tay nắm chặt, ý kiếm ra xuất hiện trong tay, hắn cười nói. Không thể không nói, nếu là lúc trước, người thật sự có thể gây phiền toái cho ta, hiện tại không được. Nói xong, ý kiếm trong tay Dương Diệp đánh xuống. Một kích chí mạng. Khi Dương Diệp dứt lời, ý kiếm của Dương Diệp đã chém vào mũi tên thứ tư của Hà Luyến Kỳ. Lúc này, Hà Luyến Kỳ lắc đầu, Vân Khánh Giao sủi cười một tiếng. Kiếm ý thập nhất trọng của Dương Diệp tăng thêm một kích chí mạng đúng là rất mạnh, mạnh đến mức không kém gì huyền kỹ đạo giai, nhưng hiện tại, Dương Diệp dùng một chiêu này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Bởi vì cho dù Dương Diệp có thể phá vỡ mũi tên thứ tư, mũi tên thứ năm thì sao? Mũi tên thứ năm tuyệt đối không phải kiếm ý thập nhất trọng của Dương Diệp có thể phá vỡ. Hà Luyến Kỳ rất tự tin, bởi vì hắn biết rõ ý uy lực ý cảnh thập nhất trọng, dù sao hắn đã nhìn thấy ý cảnh thập nhất trọng trong thánh địa, cũng đã giao thủ qua. Cho nên, có thể phá vỡ mũi tên thứ tư cũng là cực hạn, cho dù thân thể Dương Diệp vượt xa huyền giả cùng giai. Xuy. Đột nhiên, có một âm thanh vang lên, Hà Luyến Kỳ cùng Vân Khinh Giao sững sờ, trong ánh mắt không dám tin của hai người, ý kiếm trong tay Dương Diệp dễ dàng chém mũi tên thứ tư của Hà Luyến thành hai khúc. Ý kiếm của Dương Diệp chém vào mũi tên cuối cùng của Hà Luyến Kỳ, mũi tên cũng bị chém đứt dễ dàng. Làm sao có thể? Trong mắt hai người Hà Luyến Kỳ cùng Vân Khinh Giao hiện ra thần thái không dám tin, bởi vì uy lực kiếm ý thập nhất trọng không có khủng bố như thế, dù cho tăng thêm một kích chí mạng ra chỉ bí pháp kiếm ý cũng không khủng bố như thế. Coi chừng! Đúng lúc này, Vân Khinh Giao trên tường thành quát to, đồng thời trong tay hơi động một chút, 360 bộ xương khô phía dưới vung đao lên, một đạo đao khí to lớn chém thẳng vào Dương Diệp. Thì ra Dương Diệp lúc này đã xuất hiện trước mặt Hà Luyến Kỳ, sắc mặt Hà Luyến Kỳ biến hóa, ngón tay của hắn bắn ra hơn trăm tia sáng màu vàng. Nhưng Dương Diệp chỉ tiện tay đã chém tất cả kim quang thành hư vô. Làm như nghĩ đến cái gì, đồng tử Hà Luyến Kỳ co rụt lại, trong mắt hắn đầy khiếp sợ, không, hẳn hoảng sợ. Dù như thế, phản ứng của hắn lại không chậm. Xúc địa thành TH. Hắn chưa nói xong chữ cuối cùng. Một lực lượng vô hình đã như núi cao đè lên người của hắn, làm cho thân thể của hắn dừng lại, sau đó có thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn. Ngươi không phải thiên giai nhất trọng. Hà Luyến Kỳ nhìn Dương Diệp, trong mắt vẫn còn mang theo khiếp sợ. Ngươi đoán đúng, đáng tiếc đã muộn. Dương Diệp vừa dứt lời, Hà Luyến Kỳ đã bị kiếm quang đâm qua thân thể, Hà Luyến Kỳ không còn động đậy được nữa. Không. Lúc này... Trên tường thành vang lên tiếng gào thét giận dữ của Vân Khinh Giao. Thánh địa thì thế nào? Một. Lúc này một đạo đao khí xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp quay người đánh ra một kiếm, oanh, đạo khí to lớn bị đánh nát. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu thanh niên áo vàng trên tường thành như nổ tung,
đầu óc hắn trống rỗng, Dương Diệp lại thắng. Vân Khánh Giao ngây ngốc nhìn thi thể Hà Luyến Kỳ xa xa, nàng nhìn suốt nửa ngày, đôi mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, hai hàng nước mắt chảy xuống. Ngươi là đồ đần, tại sao người lại theo tới, vì cái gì? Chúng ta đã nói sẽ cùng nắm tay nhau đối kháng huyền giả nghịch loại. Ngươi thật sự là đồ đần, từ nhỏ ngươi đã yêu thích ta, nhưng lại chưa bao giờ thổ lộ với ta, ngươi có biết hay không, ta cũng thích ngươi. Chỉ cần ngươi thổ lộ với ta, ta nhất định sẽ đồng ý, đáng tiếc ngươi không. Tuy rất tức giận, nhưng ta vẫn yêu ngươi. Ngươi đã từng hỏi ta tại sao lại tới huyền giả đại lục nghiên cứu trận pháp, ta hiện tại nói cho ngươi biết, bởi vì ta không muốn tương lai quyết chiến sinh tử với huyền giả nghịch loại lại kéo chân sau của ngươi. Sau nửa ngày, Vân Khánh Giao mở hai mắt ra, trong mắt chỉ có đỏ bừng và điên cuồng, nói. Dương Diệp, là ngươi giết hắn, ta sẽ làm người có quan hệ với ngươi chôn cùng với Luyến Kỳ. Dương Diệp vung tay lên, hắn thu thi thể của Hà Luyến Kỳ, nhìn về phía Vân Khinh Giao, nói. Vậy thì đến đây. Chảm. Vân Khinh Giao gầm lên. Chảm. 360 bộ xương khô vung tay chém mạnh. 360 đạo đao khí vạch phá không gian giống như 360 sao băng rơi thẳng vào vị trí của Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh, ý kiếm trong tay cắm vào mặt đất, oanh, một tiếng, mặt đất rung động mạnh, sau đó trực tiếp vỡ vụn, khi khe hở nghiền nát, 7 ngôi sao trên trời biến mất, 360 đạo đao khí cũng tan thành mây khói. Trận pháp bị phá, thân hình Dương Diệp xuất hiện trước 360 bộ xương khô. Sau đó hắn vung tay thu tất cả vào trong Hồng Mông Tháp. Lúc trước hắn đã phát hiện, những bộ xương này không có trí tuệ như thi tổ, đám xương khô này không có ý thức, chúng chỉ là khôi lỗi đơn giản. Tuy những xương khô kia không thể phát huy thực lực như lúc trước, nhưng thực lực bản thân chúng không kém, ít nhất tuyệt sẽ không yếu hơn cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm. Huyết tế. Lúc này, Vân Khinh Giao quát lớn. A. À, khi Vân Khinh Giao dứt lời, trong Lân Tiên Thành phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm. Thanh niên áo vàng sững sờ, hắn quay người nhìn về phía Lân Tiên Thành, chỉ thấy Lân Tiên Thành lúc này đã bị một tầng huyết vụ bao phủ. Trong huyết vụ, hắn lờ mờ thấy được vô số huyền giả bị thôn phệ, sau đó hóa thành máu tươi hội tụ cùng một chỗ. Ngươi làm cái gì? Nam tử áo vàng lúc này cũng bất chấp kiêng kỵ đối phương, hắn lập tức quát mắng. Hôm nay đỉnh Hán đế quốc đã mất đi đại bộ phận nhân tâm, nếu lại xuất hiện việc đồ thành, thanh danh của đỉnh Hán đế quốc sẽ xấu hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết Dương Diệp sao? Vân Khinh Giao bình tĩnh nói. Nếu như Dương Diệp không chết, ngươi cảm thấy đỉnh Hán đế quốc các ngươi còn có thể an ổn sao? Vậy ngươi cũng không thể. Vân Khánh Giao lạnh lùng nhìn sang nam tử áo vàng, nói. Ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, hiểu chứ? Nhìn đôi mắt lạnh như băng của Vân Khánh Giao, nội tâm nam tử áo vàng phát lạnh, hiện tại hắn mới nhớ tới, hắn không thể đắc tội nữ nhân trước mắt mình, bất kể là bối cảnh hay thực lực, đối phương đều hơn xa hắn. Ánh mắt Vân Khinh Giao lại nhìn lên người Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ta sẽ làm người trả giá thật nhiều. Dương Diệp bỏ qua nữ nhân trước mắt, hắn nhìn sau lưng nữ nhân này là một đám huyết phụ, trong huyết phụ là vô số tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp liếc mắt nhìn, sau xoay hắn người rời đi. Tất cả mọi người sửng sốt, cho dù là Vân Khinh Giao cũng sững sờ, Dương Diệp muốn làm gì? Đương nhiên Dương Diệp phải đi, hắn không phải ngu xuẩn, tuy không biết Vân Khinh Giao chơi xiếc gì, nhưng hắn biết rõ, nữ nhân này sẽ gọi ra thứ đáng sợ gì đó, hơn nữa tuyệt đối còn khủng bố hơn đám xương khô lúc trước. Hắn không sợ nhưng không cần phải liều mạng. Dù sao mục đích chính thức của hắn là đế đô đỉnh Hán đế quốc. Cũng không phải Lân Tiên Thành. Con đường này khó đi, hắn không cần đi nữa. Dương Diệp ngươi đứng lại. Thấy Dương Diệp càng chạy càng xa, Vân Khinh Giao quát lớn. Dương Diệp bĩu môi, nữ nhân này quá dự cho là đúng, cho rằng mình là ai. Bảo mình đứng lại thì mình phải đứng lại sao? Dương Diệp, ngươi có phải nam nhân hay không? Vân Khinh Giao gào lên lần nữa. Dương Diệp vẫn không để ý tới đối phương, tay phải của hắn vung lên. Một thanh kiếm xuất hiện dưới chân hắn. Hắn không có hứng thú đấu võ mồm với nữ nhân. Dương Diệp, ngươi lưu lại đi. Một giọng nói vang lên, sau đó có ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhắm mắt lại, ý kiếm chém xuống, bành, một tiếng, tia sáng trắng rơi xuống đất.
Dương Diệp nhìn ra xa xa, chỉ thấy chẳng biết Mạc Diệp Tà đã tới đây lúc nào, cánh tay của hắn cũng mọc ra như cũ. Ta vẫn tới chậm. Mạc Diệp Tà liếc mắt nhìn cảnh tượng tại nơi này, sau đó lắc đầu, nói. Không nghĩ tới, Vân Giao cùng Hà Luyến Kỳ liên thủ cũng không thể giết ngươi. Dương Diệp, ngươi làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi chạy tới tìm cái chết cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Diệp nói. Ta thật sự không đánh lại ngươi. Mạc Diệp Tà nói. Nhưng Vân Giao có thể giết ngươi. Nàng đã thất bại. Dương Diệp nói. Mạc Diệp Tà cười nhẹ, hắn không có tiếp tục đề tài này, mà chỉ nói. Biết không, bát kế là Tả Đăng Phong hay Yêu Dạ, hoặc là Hà Luyến Kỳ, bọn họ đều không nên chết tại nơi này. Cho dù phải chết, cũng có thể chết trong tay huyền giả nghịch loại. Theo lời ngươi nói, ta là kẻ đáng chết. Dương Diệp cười nói, Mạc Diệp Tà nói. Thánh địa chúng ta phái người tới huyền giả đại lục. Mục đích chính yếu nhất là hy vọng có thể tụ tập tinh anh trên huyền giả đại lục đối kháng huyền giả nghịch loại, nhưng thánh địa ta lại phái người cuồng vọng tới. Nếu như không phải bọn họ quá mức tự đại, thánh địa chúng ta hôm nay cũng không lâm vào cục diện không chết không thôi với Nam Vực. Dương Diệp lắc đầu cười cười, nói. Ta là người không thích chủ động tìm phiền toái, nhưng ta cũng không sợ phiền toái. Đỉnh Hán Đế Quốc lúc trước muốn ta chết, ta muốn diệt Đỉnh Hán Đế Quốc, hiện tại, thánh địa muốn ta chết. Ta muốn diệt thánh địa. Đương nhiên, ta biết rõ thực lực của ta bây giờ khẳng định không đủ, nhưng ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày ta có thực lực như vậy, ngươi tin không? Ngươi rất cuồng. Mạc Diệp Tà, nói. Phải nói có chút tự phụ, tin tưởng ta, nếu như ngươi kiến thức thực lực của thánh địa thì ngươi không nghĩ như thế. Lúc trước ta chỉ là một gã đệ tử tạp dịch, mà hôm nay thì sao? Dương Diệp cười nói. Thế sự vô thường. Ngươi cứ nói đi. Mạc Diệp Tà nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Ngươi cũng biết huyền giả nghịch loại xuất thế, không có thánh địa ta chống cự, trong khoảng khắc, huyền giả đại lục sẽ bị hủy diệt. Dương Diệp cười nói. Ta tin tưởng, huyền giả nghịch loại xuất thế, đầu tiên sẽ gây sự với thánh địa các ngươi. Thánh địa các ngươi nhốt bọn họ 10 vạn năm, nếu bọn họ không tàn sát sạch thánh địa thì làm sao giải mối hận 10 vạn năm qua. Ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Cho nên, thánh địa các ngươi mới cần lo lắng. Lời này chu tâm. Mạc Diệp Tà trầm giọng nói. Huyền giả nghịch loại chính là đại địch của nhân tộc. Đừng nói giỡn. Dương Diệp cắt lời của Mạc Diệp Tà. Cho tới bây giờ, thánh địa các ngươi mới là đại địch của Dương Diệp ta. Về phần huyền giả nghịch loại, người ta cũng không đi gây phiền toái cho ta. Ngược lại là thánh địa các ngươi một lần lại một lần muốn ta chết. Cho nên, ta hiện tại không đối phó huyền giả nghịch loại, mà là thánh địa các ngươi. Mạc Diệp Tà im lặng, Dương Diệp, nói làm hắn không biết nên nói cái gì. Biết rõ ta vì cái gì ta biết rõ ngươi kéo dài thời gian cho nữ nhân kia vẫn nói nhảm với người không. Đột nhiên Dương Diệp nói. Mạc Diệp Tà nheo mắt, sau đó nói. Ta cũng rất tò mò. Làm sao đi thánh địa các ngươi? Dương Diệp hỏi, kiếm linh là biết làm cách nào đi thánh địa. Nhưng 10 vạn năm qua đi, thời gian quá lâu. Lâu đến mức kiếm linh chỉ nhớ rõ phương hướng đại khái mà không phải con đường chính xác. Dương Diệp cảm thấy vẫn nên đi tới thánh địa, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi như thế, bởi vì ở nơi này, cường giả hoàng giả cảnh cùng bán thánh sẽ không ra tay với hắn, nếu tới thánh địa thì hoàng giả cảnh trở lên sẽ ra tay. Mạc Diệp Tà nói, ngươi muốn đánh vào thánh địa sao? Dương Diệp lắc đầu, nói. Chỉ hỏi một chút mà thôi, không ngại nói cho ta biết chứ. Dù sao ta cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp với thánh địa, không phải sao? Cuối Nam Hải có một hòn đảo, trên đảo có một truyền tống trận, người tiến vào truyền tống trận là có thể đến thánh địa ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể sống sót trong hôm nay. Mạc Diệp Tà không có giấu giếm, hắn nói rõ chi tiết. Đúng như Dương Diệp nói, hắn không cảm thấy Dương Diệp có thể tạo thành uy hiếp với thánh địa. Trừ phi Dương Diệp đạt tới bán thánh. Cuối Nam Hải, Dương Diệp gật gật đầu, nói. Ta ghi nhớ. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đi. Đúng lúc này, đột nhiên Vân Khinh Giao lên tiếng. Dương Diệp quay người nhìn lại, chỉ thấy trên không trung Lân Tiên Thành xuất hiện cự kiếm huyết sắc lớn ngàn trượng, thanh kiếm không có chuôi, chỉ có thân và mũi kiếm. Cự kiếm tỏa ra sát khí ngập trời, cho dù Dương Diệp đứng cách mấy trăm trượng vẫn cảm nhận được. Dương Diệp. Ngươi quá tự phụ. Mạc Diệp Tà nói.
Sở dĩ thực lực khinh giao xếp thứ bảy là vì nàng bày trận cần tốn thời gian cùng bố trí. Mà hai người giao thủ, không có người nào cho nàng thời gian bày trận. Nếu để cho nàng tỉ mỉ bố trí trận pháp đối địch, đừng nói là ngươi, cho dù cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng sẽ vẫn lạc. Dương Diệp lắc đầu cười nói. Đây là chỗ dựa của các ngươi sao? Nói xong, một đạo kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Khi nhìn thấy kiếm ý xuất hiện, sắc mặt của Mạc Diệp Tà cùng Vân Khinh Giao thay đổi. Kiếm ý không ngừng lao ra khỏi cơ thể Dương Diệp, sau đó kiếm ý hóa thành nam tử giống Dương Diệp. Huyễn hóa ra bề ngoài Dương Diệp giống hệt Dương Diệp, chỉ có ánh mắt không giống. Dương Diệp, huyễn hóa ra có ánh mắt rất thanh tịnh, rất ngây thơ, mà Dương Diệp là thâm trầm, lạnh như băng. Dương Diệp nhìn sang Dương Diệp, thứ hai và cười cười, sau đó thân hình run lên, nó biến thành ý kiếm lơ lửng trước mặt Dương Diệp. Kiếm ý thập nhị trọng, làm sao có thể? Trong mắt Mạc Diệp Tà hiện ra một tia không dám tin, cho dù hắn. Nghĩ thế nào cũng không ngờ kiếm ý của Dương Diệp lại đạt tới thập nhị trọng. Trên tường thành, ánh mắt Vân Khánh Giao cũng giống như Mạc Diệp Tà, đều là không dám tin tưởng. Kiếm ý cửu trọng sẽ phát sinh biến chất, uy lực mạnh hơn kiếm ý bát trong mấy lần. Sau khi kiếm ý đạt tới thận trọng, uy lực kiếm ý sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đương nhiên, kiếm ý địa giai không có uy hiếp lớn với hắn, chính thức tạo thành uy hiếp với hắn là kiếm ý thiên giai. Sau khi đạt tới kiếm ý thiên giai, kiếm ý sẽ phát sinh biến chất lần nữa, nó có thể ngưng tụ hình thái, đạt tới thực chất hóa, trừ phi có ngoại lực đánh nát kiếm ý triệt để, bằng không kiếm ý vĩnh viễn không biến mất. Mà kiếm ý thập nhị trọng. Uy lực của kiếm ý thập nhị trọng không phải kiếm ý thập nhất trọng có thể so sánh, bởi vì kiếm ý thập nhị trọng đã không phải là kiếm ý đơn thuần. Đạt tới thập nhị trọng, kiếm ý đã sinh ra linh trí, là linh trí chân chính, linh trí có ý thức tự chủ, không phải. Mạc Diệp Già đã từng thấy qua thiên tài top 5 thánh bảng thi triển uy lực ý cảnh thập nhị trọng ý, khi đó, một gã cường giả hoàng giả cảnh chết trong tay ý cảnh của CTN thiên tài kia. Tên thiên kia không có động thủ là ý cảnh thập nhị trọng ý cảnh huyễn ra ý linh mà thôi. Ý linh có một chỗ cường đại, đó chính là bất tử bất diệt. Chỉ cần nguyên chủ nhân không chết, vậy nó có thể vĩnh cửu bất diệt, cho dù là cường giả bán thánh ra tay cũng chỉ có thể phong ấn nó, mà không cách nào triệt để diệt sát nó, trừ phi giết chủ nhân của nó. Vân Khinh Giao ngây ngốc một hồi, sau đó nàng lắc đầu, điên cuồng nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tại sao ngươi có thể có kiếm ý thiên giai nhị trọng, làm sao có thể chứ? Chảm, chảm. Khi Vân Khinh Giao dứt lời, thanh cự kiếm trên không trung lân tiên thành đã chém mạnh về phía Dương Diệp. Đi! Dương Diệp cong ngón búng ra, ý kiếm trong tay rời khỏi tay, ý kiếm bay ra ngoài, kiếm quang đã tỏa ra khắp nơi, rất nhanh, ý kiếm đã va chạm với cự kiếm trên cao. Xuy! Trong ánh mắt kinh hãi của Mạc Diệp Tà cùng Vân Khinh Giao, ý kiếm dễ dàng phá tan cự kiếm, sau đó xuyên qua bay thẳng về phía Vân Khinh Giao đang đứng trên tường thành lân tiên thành. Vân Khinh Giao không tránh không né, trong mắt chỉ có khiếp sợ. Thời điểm ý kiếm sắp bay tới tường thành lân tiên thành, một màn sáng đã bao phủ tường thành lân tiên thành, cũng bao trùm toàn bộ lân tiên thành vào trong. Oanh! Ý kiếm đánh lên màn sáng, cả màn sáng rung động mạnh, một tia khe hở xuất hiện trên màn sáng, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra khắp bốn phía. Đám người thanh niên áo vàng hoảng hốt, hắn vội vàng điên cuồng kêu lên. Công! Các huyền giả trên tường thành lập tức bắn ra vô số mũi tên bay thẳng về phía Dương Diệp. Long biến. Dương Diệp vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt, toàn thân Dương Diệp đã phủ đầy long lân, đồng thời chân phải của Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, hắn lướt tới như mũi tên bay về hướng tia sáng, phải tay vẫy một cái, ý kiếm bay vào trong tay, sau đó ý kiếm quét ngang về phía trước. Trăm đạo kiếm khí đánh thẳng vào màn sáng, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Sau đó màn sáng trước mặt nổ tung. Rút lui. Thanh niên áo vàng hét lên những lời này, thân thể của hắn đã xuất hiện bên ngoài tòa thành vài dặm. Lần này, đỉnh Hán đế quốc đã đánh giá thực lực Dương Diệp quá thấp, kiếm ý của Dương Diệp căn bản không phải thập nhất trọng, mà là thập nhị trọng. Dương Diệp có kiếm ý thập nhị trọng, chỉ sợ ngay cả hoàng giả cảnh cũng không phải địch thủ của hắn. Tăng thêm Dương Diệp có lực phòng ngự biến thái, nhân số không có ý nghĩa trước mặt hắn. Lúc này Dương Diệp đã vô địch cùng giai chân chính. Khi thanh niên áo vàng chạy trốn, binh lính trên tường thành sững và lập tức lao ra ngoài.
Dương Diệp không quan tâm tới binh lính và tên áo vàng, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là Vân Khinh Giao. Dương Diệp đang muốn động thủ, đột nhiên có một tia sáng trắng xuất hiện trước mặt hắn, Dương Diệp vung tay lên, keng, một tiếng, hắn đánh nát thanh phi đao ngăn cản mình. Mạc Diệp Tà xuất hiện trước mặt Vân Khinh Giao, trong tay hắn là hai thanh phi đao. Mạc Diệp Tà nhìn Dương Diệp, hai thanh phi đao rời khỏi tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Khánh Giao, nói. Người đi, hắn có kiếm ý thập nhị trọng, đã không phải chúng ta có đủ khả năng chống lại. Luyến Kỳ đã chết, ta đi thì có ý nghĩa gì? Vân Khánh Giao lắc lắc đầu nói. Chết cùng hắn có ý nghĩa sao? Trong tay Mạc Diệp Tà lại có thêm hai thanh đao. Hai thanh đao lại rời tay lần nữa, mà lần này, Dương Diệp chỉ còn cách hai người khoảng trăm trượng. Luyến Kỳ vì ta mà chết. Vân Khánh Giao nhìn Dương Diệp chỉ còn cách hai người khoảng 50 trượng và nói khẽ. Ngươi không đi sẽ có thêm một người chết trước mặt của ngươi. Trong tay Mạc Diệp Tà lại có thêm bốn thanh phi đao, nhưng lần này không có phóng ra ngoài. Vân Khinh Giao quay đầu liếc mắt nhìn Hà Luyến Kỳ, nói. Dùng ngươi, chỉ xích thiên nhai. Muốn chạy trốn, hắn đuổi theo ngươi không kịp. Thế nhưng đi ngươi không đi. Mạc Diệp Tà nói. Vân Khinh Giao nhìn Hà Luyến Kỳ một lúc, sau đó nói. Không đáng. Mạc Diệp Tà cười khẽ, sau đó nhìn chằm chằm vào Vân Khinh Giao nói. Không có gì có đáng giá hay không, chỉ có muốn cùng không muốn, không nên để ta hy sinh vô ích, có được không? Vì cái gì? Vân Khinh Giao nhìn Mạc Diệp Tà, hỏi. Mạc Diệp Tà nói, không có vì cái gì, ta cảm thấy ta nguyện ý làm như vậy, cho nên ta làm. Đi mau, bằng không thì không kịp, ta không biết ta có thể ngăn cản hắn trong bao lâu. Ngươi rất tự hiểu lấy mình. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện trước mặt hai người, cùng lúc đó, lực lượng vô hình bao phủ hai người vào trong, đây là kiếm vực cùng kiếm ý song trọng áp chế. Sắc mặt Mạc Diệp Tà khó coi, nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể cùng chết. Vân Khinh Giao nhìn Mạc Diệp Tà, nàng không nói lời nào. Cho chúng ta thống khoái được chứ? Mạc Diệp Tà nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương Diệp nói, ta cảm thấy hứng thú với thân pháp của ngươi. Mạc Diệp Tà nao nao, sau đó hắn vui mừng, nói. Nguyện ý bẩm báo chi tiết. Vân Khinh Giao. La Tuấn, một. Mọi người đều có tôn nghiêm, nếu thánh địa không thèm, mọi người dứt khoát đến Nam Vực, cũng ôm thành đoàn với Nam Vực. Đương nhiên, Đinh Thược Dược cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt, phàm là người đầu nhập vào Nam Vực đều phải trải qua thẩm tra gắt gao, nàng cũng không muốn thu nhận Bạch Nhãn Lang. So sánh với nhau, thế lực của Nam Vực càng lúc càng lớn, thực lực đỉnh Hán đế quốc càng ngày càng co rút lại, mọi người đều có tôn nghiêm, nếu thánh địa không thèm, mọi người dứt khoát đến Nam Vực, cũng ôm thành đoàn với Nam Vực. Đương nhiên, Đinh Thược Dược cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt. Phàm là người đầu nhập vào Nam Vực đều phải trải qua thẩm tra gắt gao, nàng cũng không muốn thu nhận Bạch Nhãn Lang. So sánh với nhau, thế lực của Nam Vực càng lúc càng lớn, thực lực đỉnh Hán đế quốc càng ngày càng co rút lại. Ba ngày sau, Dương Diệp xuất hiện. Dương Diệp cũng không dẫn mọi người tới thẳng đế đô của đỉnh Hán đế quốc, hắn đi khắp nơi trong đỉnh Hán đế quốc, sau đó đi Thượng Tiêu Tông. Khi Dương Diệp đi vào Thượng Tiêu Tông, cả Thượng Tiêu Tông như lâm đại địch. Hộ tông đại trận mở ra, tất cả đệ tử cùng trưởng lão bế quan đều xuất quan, thanh thế như vậy giống như cường giả bán thánh đến. Dương Diệp, Thượng Tiêu Tông ta không có ân oán gì với ngươi cả. Tông chủ Thượng Tiêu Tông nhìn Dương Diệp đang đứng trên bầu trời, hắn trầm giọng hỏi. Ở bên cạnh hắn là mấy trăm cường giả tôn giả cảnh, còn có hơn cường giả vạn linh giả cảnh ngũ phẩm trở lên, cùng với vô số cường giả vương giả cảnh, có thể nói Thượng Tiêu Tông đã phát tất cả tinh nhuệ ra đây. Dương Diệp nhìn Thượng Tiêu Tông một lượt, sau đó nói. Các ngươi kết minh với đỉnh Hán đế quốc chính là kẻ địch của ta. Đỉnh Hán đế quốc hôm nay đã như vậy, chẳng lẽ kiếm hoàng không thể giơ cao đánh khẽ sao? Tông chủ Thượng Tiêu Tông nói. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. Dương Diệp nắm tay lại, ý kiếm ra hiện trong tay hắn, sau đó nói. Thượng Tiêu Tông, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi hàng hay không hàng? Dương Diệp, không nên ép người quá đáng. Tông chủ Thượng Tiêu Tông quát lớn. Dương Diệp lắc đầu, sau một khắc, ý kiếm trong tay hắn chém vào đại trận bảo hộ Thượng Tiêu Tông. Oanh, một tiếng vang thật lớn,
đại trận có thể phòng ngự cường giả hoàng giả cảnh lại xuất hiện vô số khe hở trước mặt mọi người. Ý kiếm trong tay Dương Diệp muốn chém lần nữa, lúc này, một lão già tóc bạc xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đồng tử Dương Diệp co rụt lại, bởi vì người đến ít nhất là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy lão già tóc bạc, đệ tử Thượng Tiêu Tông đều thở ra một hơi, Dương Diệp đáng sợ, bọn họ có ít người nhìn thấy tận mắt, nếu Thượng Tiêu Tông thật sự không hàng, hắn nhất định sẽ tàn sát hết cả Thượng Tiêu Tông, việc này không phải nói đùa. Hoàng giả cảnh không thể ra tay, có ai ngăn cản ma đầu này? Chứ, Dương Diệp không có ở động thủ, hắn chỉ nhìn lão giả trước mặt cũng đang nhìn hắn. Im lặng nửa ngày, lão già tóc bạc đánh vỡ im lặng, nói. Ta chưa thấy qua phong thái Tiêu Dao Tử năm đó, nhưng ta nghĩ lúc hắn tuổi giống như ngươi cũng không kinh diễm như ngươi. Người như đạt tới hoàng giả, chỉ sợ ta cũng khó diệt sát ngươi. Thực lực tiền bối thâm bất khả chắc, ta cũng không phải đối thủ của tiền bối. Dương Diệp cũng không có không khiêm tốn, hắn có cảm giác như vậy. Thực lực của lão giả trước mặt tuyệt đối không yếu hơn La Thiên, chỉ sợ trong hoàng giả cảnh cũng chỉ có yêu hoàng cùng với long hoàng mới có thể mạnh hơn lão giả này. Ta cũng không dám ra tay với ngươi. Lão giả lắc đầu, nói. Trở lại chuyện chính, chắc hẳn kiếm hoàng đã nhìn thấy thực lực khủng bố của thánh địa. Đã như vậy, lão phu hỏi một câu, kiếm hoàng cảm giác mình có thể đối kháng quái vật khổng lồ như thánh địa không? Dương Diệp nói. Ta chỉ biết rằng, bọn họ muốn giết ta, ta muốn diệt bọn họ. Vấn đề không phải có thể đối kháng với bọn họ hay không, tiền bối không phải đã nhìn thấy. Người thánh địa đi ra đều chết hay sao? Đó không phải thực lực chân chính của bọn họ. Lão giả nói. Dương Diệp cười cười, nói. Tiền bối cảm thấy đây là thực lực chân chính của vãn bối sao? Lão giả nhìn Dương Diệp thật lâu, im lặng. Dương Diệp lại nói. Thánh địa có đại địch, đó chính là huyền giả nghịch loại, cho nên, bọn họ không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng đối phó ta và Nam Vực. Nếu cường giả thánh giả cảnh của bọn họ không thể đi ra, tiền bối cảm thấy. Đương kim đại lục có ai có thể diệt ta và sự tôn của ta? Không có, yêu tộc cùng ma tộc cùng với hải tộc dây dưa nửa ngày với sự phụ ta nhưng không dám liều mạng, tiền bối cảm thấy thế nào? Nếu thánh địa lại thắng huyền giả nghịch loại thì sao? Lão giả nói, huyền giả nghịch loại đúng là cường đại, nhưng đó là đã từng, bọn họ hôm nay đã bị trấn áp gần 10 vạn năm, ta cũng không tin thực lực của bọn họ không có yếu bớt. Mà thánh địa tại tích lũy nhiều năm như vậy. Thực lực khẳng định khủng bố đến cực điểm, bằng không hy sinh 50 hoàng giả cảnh, bọn họ cũng không làm như không có việc gì như thế. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn thẳng lão giả, nói. Ta hiện tại giết vào Thượng Tiêu Tông, xin hỏi tiền bối, người dưới hoàng giả cảnh của Thượng Tiêu Tông có ai ngăn nổi ta? Lão giả nheo mắt, nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lạnh như băng. Dương Diệp lại không sợ, nói. Tiền bối biết rõ vì sao ta đi một vòng quanh trung vực mới tiến tới Thượng Tiêu Tông không? Ta muốn biết đỉnh Hán Đế Quốc và hai tông môn khác sẽ trợ giúp Thượng Tiêu Tông hay không, nhưng tiền bối cũng nhìn thấy, đỉnh Hán Đế Quốc chưa có tới, hai tông môn cửu phẩm khác cũng không tới, mà thánh địa cũng không có đến. Tiền bối, Thượng Tiêu Tông ngươi không có minh hữu. Lão giả im lặng nửa ngày, sau đó nói. Ngươi đã thuyết phục ta. Dương Diệp mỉm cười, hắn không nói gì nữa. Kỳ thật hắn đã sớm biết rõ lựa chọn của đối phương, có lẽ đối phương không có lựa chọn, chỉ cần đối phương không ngốc sẽ không lựa chọn tử chiến đến cùng. Dưới hoàng giả cảnh, Dương Diệp hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Ta muốn kiếm hoàng một hứa hẹn. Lão giả đột nhiên nói. Thượng Tiêu Tông không phụ ta, ta nhất định không phụ Thượng Tiêu Tông. Dương Diệp nhìn thẳng lão giả. Sau nửa ngày, lão giả cười, nói. Tuy ngươi còn có danh xưng kiếm ma. Nhưng không thể không nói, ngươi trọng tình nghĩa hơn La Tuấn nhiều, cũng có danh dự hơn hắn. Nói xong, lão giả quay người nhìn về phía Thượng Tiêu Tông, nói. Giờ phút này, Thượng Tiêu Tông ta thoát ly đỉnh Hán Đế Quốc, các ngươi hiểu chưa? Hiểu. Mọi người cùng đáp, Thái Thượng trưởng lão đã lên tiếng, ai còn dám không hiểu. Nhưng trong lòng mọi người vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì từ nay về sau, bọn họ đã giải trừ nguy cơ từ Dương Diệp. Nhưng ngày sau có khả năng sẽ đối mặt với thánh địa, đây chính là thánh địa đấy, là tồn tại khủng bố siêu việt tất cả thế lực trên huyền giả đại lục. Nhưng không phải không có hy vọng, chỉ ít có Dương Diệp biến thái chặn ở phía trước. Kính xin tiền bối dẫn đầu Thượng Tiêu Tông đi tới Nam Vực tập hợp,
La Tuấn không cách nào thống nhất thế giới nhân loại, như vậy để ta làm. Dương Diệp nói. Dương Diệp vốn không có tâm tranh bá, nhưng sau khi trải qua việc này, hắn biết rõ, lực lượng một người cuối cùng vẫn còn quá yếu. Đặc biệt là tương lai sẽ đối kháng thánh địa, thậm chí có khả năng còn có huyền giả nghịch loại. Những đối thủ này quá cường đại, còn cần thế lực cường đại liên thủ với hắn, dù sao một mình hắn có thể giết được bao nhiêu chứ. Có được thế lực còn có một chỗ tốt, ví dụ như hiện tại, sở dĩ Thượng Tiêu Tông đầu hàng, hắn chỉ chiếm một nguyên nhân, nhưng đa số là vì thế lực sau lưng hắn. Bởi vì hắn hôm nay đại biểu cho thế lực Nam Vực, đã hoàn toàn không kém gì đỉnh Hán đế quốc. Tự nhiên, lão giả gật đầu, hôm nay đã quyết định đầu nhập vào Nam Vực, hắn đương nhiên sẽ không để người Thượng Tiêu Tông dừng lại ở Trung Vực. Dương Diệp gật đầu, sau đó hắn xoay người rời đi. Người tiếp theo đi nơi nào? Lão giả hỏi. Thanh Nguyên Tông. Bọn họ sẽ không đầu hàng. Lão giả nói. Vậy thì giết. Nói xong câu này, bóng dáng của Dương Diệp đã biến mất phía chân trời. Nói xong câu này, bóng dáng của Dương Diệp đã biến mất phía chân trời. Nhìn bóng lưng Dương Diệp rời đi, lão giả nao nao, sau đó ánh mắt dần dần ngưng trọng. Trung thực, đầu hàng Nam Vực, là hành động bất đắc dĩ, bổn ý của hắn là Thượng Tiêu Tông trung lập, cũng không giúp ai. Nhưng hiển nhiên, đây là việc không có khả năng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn đứng về phía Nam Vực, bởi vì đúng như Dương Diệp nói, Thượng Tiêu Tông hiện tại không có người nào ngăn cản nổi Dương Diệp. Nhưng hắn biết rõ một việc, đứng về phía Dương Diệp chẳng khác nào đối kháng với đỉnh Hán đế quốc cùng với Thánh Địa. Đỉnh Hán đế quốc hôm nay, Thượng Tiêu Tông sẽ không sợ, nhưng hắn không thể không sợ quái vật khổng lồ như Thánh Địa. Một khi Thánh Địa chính thức quyết định diệt sát Dương Diệp và người thủ mộ, Dương Diệp và người thủ mộ thật sự có thể đủ ngăn cản được sao? Sắp biến thiên rồi. Lão giả thấp giọng thở dài, sau đó hắn biến mất trên không trung. Sau khi rời khỏi Thượng Tiêu Tông, Dương Diệp đi vào Thanh Nguyên Tông, dường như Thanh Nguyên Tông đã đoán trước hắn sẽ tới, bọn họ đã khởi động hộ tông đại trận, hơn nữa các đệ tử đều võ trang đầy đủ, hơn nữa, Dương Diệp còn nhìn thấy cường giả đỉnh Hán đế quốc đứng trong đó. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Dương Diệp nhìn thấy La Tuấn. Vậy thì chiến, một, lúc này nhìn vẻ ngoài của La Tuấn không có gì biến hóa. Dương Diệp chỉ liếc mắt nhìn La Tuấn. Sau đó ánh mắt nhìn sang trung niên bên cạnh La Tuấn, nói. Có lẽ ngươi chính là tông chủ Thanh Nguyên Tông, không cần nói nhảm nhiều lời, Thanh Nguyên Tông người hàng hay không hàng. Dương Diệp. La Tuấn muốn nói cái gì đó nhưng Dương Diệp lại không quan tâm tới hắn, ý kiếm trong tay đã cắm vào cổ sao, sau đó rút ra. Long cong. Lúc này đây, ý kiếm chỉ đánh ra một vết rách nhỏ mà thôi. Một đạo kiếm khí màu trắng lại chém vào hộ tông đại trận của Thanh Nguyên Tông. Oanh! Âm thanh như sấm rền vang vọng khắp Thanh Nguyên Tông, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hộ tông đại trận có thể chống cự cường giả hoàng giả cảnh của Thanh Nguyên Tông trực tiếp rạn nứt, mặc dù không có triệt để nghiền nát nhưng cũng không khác lắm. Tất cả mọi người kinh hãi, kể cả La Tuấn lúc này cũng kinh hơ dãi không thôi, hắn không nghĩ tới này Dương Diệp lại bá đạo như vậy, đương nhiên. Trọng yếu nhất là hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp đã mạnh tới mức này. Nhìn thấy Dương Diệp lại muốn động thủ, đồng tử La Tuấn co rụt lại, hắn vội vàng nói. Dương Diệp, chúng ta có thể đàm phán. Người không đầu hàng, giết không tha. Dương Diệp trực tiếp cắt lời của La Tuấn, ý kiếm trong tay vào vỏ, sau đó ra khỏi vỏ, kiếm quang lại đánh thẳng vào hộ tông đại trận. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, hộ tông đại trận rung động mạnh. Sau đó trực tiếp nổ tung và hóa thành tia sáng đầy trời. Làm càn, Dương Diệp ngươi thực nghĩ ngươi là cường giả bán thánh hay sao? Tông chủ Thanh Nguyên Tông tức giận tới mức sắc mặt tái nhợt, Dương Diệp cũng quá không đặt bọn họ vào mắt, nhưng hắn cũng không dám động thủ, thế giới loài người có một bán thánh đứng sau lưng Dương Diệp. Ngươi cắn ta đi. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn lao đi, trực tiếp chui vào Thanh Nguyên Tông, sau đó tay phải vung lên. Kiếm nô trong cơ thể bay ra ngoài, hoàng kim cự long, kiếm tổ 10 người, đao tổ 10 người, trọng yếu nhất chính là trừ kiếm nô còn có thêm 360 bộ xương. 360 cường giả tôn giả cảnh. Dương Diệp sẽ không cuồng vọng đến muốn dùng lực lượng một người tàn sát một tông môn cửu phẩm, một tông môn cửu phẩm có nội tình cùng thực lực không thể khinh thường, nhưng nếu như tăng thêm gần 400 kiếm nô siêu cấp tôn giả cảnh, dưới tình huống hoàng giả cảnh không thể ra tay. Tông môn cửu phẩm tính là cái gì?
Nhìn thấy kiếm nô của Dương Diệp, Thanh Nguyên Tông từ trên xuống dưới khiếp sợ, Dương Diệp một người đã đủ làm bọn họ đau đầu, nếu như tăng thêm những khôi lỗi của Dương Diệp, hoàng giả cảnh không thể động thủ, Thanh Nguyên Tông làm cách nào đối kháng Dương Diệp. Sắc mặt La Tuấn âm trầm, tay hắn nắm chặt nhân hoàng kiếm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dương Diệp kiếm chỉ Tông chủ Thanh Nguyên Tông nói. Tông chủ Thanh Nguyên Tông chỉ có một cơ hội cuối cùng, nếu không phải hàng, sau ngày hôm nay, trên đời không còn Thanh Nguyên Tông. Tông chủ Thanh Nguyên Tông nắm chặt hai tay, sắc mặt âm trầm, bị một huyền giả tôn giả cảnh nhất phẩm cầm kiếm uy hiếp, với hắn mà nói đây là việc cực kỳ nhục nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm gì. Bán thánh sau lưng Dương Diệp không vẫn lạc, có ai dám làm gì Dương Diệp? Nghĩ đến người thủ mộ, trong nội tâm Tông chủ Thanh Nguyên Tông sinh ra cảm giác vô lực, vị kia chính là tồn tại có thể giết bán thánh. Đương nhiên, hiện tại bày ra trước mặt hắn không phải là người thủ mộ, mà là hàng hay không hàng. Tất cả đệ tử Thanh Nguyên Tông đều nhìn về Tông chủ Thanh Nguyên Tông là chiến hay hàng, tất cả đều bằng vào một ý niệm của Tông chủ Thanh Nguyên Tông. Mà Tông chủ Thanh Nguyên Tông lại nhìn sang La Tuấn. La Tuấn nói, Vương Tông chủ cần phải biết rõ một điểm, thiên tài thánh địa đi ra đều không phải top 5. Lúc này Dương Diệp đã giết 3 thiên tài của thánh địa, Vương Tông chủ cảm thấy thánh địa sẽ bỏ qua cho hắn sao? Sẽ không, thánh địa sẽ nhận rõ một điểm, đó chính là Dương Diệp còn đáng sợ hơn bọn họ suy nghĩ nhiều lắm, chỉ cần bọn họ nhận rõ điểm này, đó là thời điểm bọn họ nghiêm túc, khi đó, thánh địa ra tay, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tông chủ Thanh Nguyên Tông im lặng, hắn sở dĩ đến bây giờ còn đứng về phía La Tuấn là vì thánh địa không có buông tha đỉnh Hán đế quốc. Đó là quái vật khổng lồ, thực lực không thể nghi ngờ. Nếu hiện tại đầu hàng Dương Diệp thu hoạch cơ hội hòa bình nhất thời, nhưng ngày sau thánh địa ra tay chân chính, khi đó là ngày tận thế của Thanh Nguyên Tông. Nhưng hiện tại không hàng, Thanh Nguyên Tông lúc này như làm sao đánh lui ma đầu Dương Diệp đây? La Tuấn lại nói, ta biết đạo Vương Tông chủ lo lắng cái gì, Vương Tông chủ cứ yên tâm đi, thực lực đỉnh Hán đế quốc hôm nay không còn mạnh như lúc trước nhưng cũng không tới mức mặc người khác sỉ nhục. Nói đến đây, La Tuấn nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng của hắn tươi cười quỷ dị, nói. Dương Diệp, nếu như ta là ngươi, hiện tại ta sẽ lập tức quay về Nam Vực, mà không phải ở chỗ này bày ra thần uy của kiếm hoàng. Dương Diệp nhướng mày, đột nhiên, một gợn sóng không gian xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Truyền âm phù. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng La Tuấn cười càng tươi hơn trước. Kiếm chủ, Nam Vực xuất hiện rất nhiều sát thủ tôn giả cảnh, có hơn 1000. Những sát thủ này chuyên môn ám sát nhân vật trọng yếu của thế gia và tông môn đầu hàng chúng ta và nhân vật trọng yếu của Nam Vực. Cho tới bây giờ, chúng ta đã tổn thất gần 200 cường giả tôn giả cảnh, mà những người này đều là nhân vật đi trọng yếu. Việc này làm Nam Vực chúng ta suýt đại loạn, cũng nhờ Đinh cô nương cực lực trấn áp mới có thể duy trì cục diện. Còn nữa, Tiểu Giao, Bảo Nhi, cùng với những người có quan hệ với ký chếm chủ đều bị ám sát, kiếm chủ yên tâm, các nàng không có việc gì. Nhưng Đinh cô nương, có mấy danh sát thủ nấp trong Đinh gia, Đinh cô nương chủ quan. Lúc này tánh mạng Đinh cô nương nguy trong sớm tối, nàng có nói, bảo kiếm chủ nhanh quay về Nam Vực, có việc giao cho ngươi. Nghe xong, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, sau một khắc, hắn mở mắt ra, trong mắt hiện ra một tia dữ tợn, ý kiếm trong tay cắm vào cổ sao, sau đó mạnh rút ra chém thẳng vào La Tuấn. La Tuấn, ta sẽ đổ sát cửu tộc của ngươi. Lúc Dương Diệp dứt lời, một đạo kiếm khí bắn ra, một ít cường giả tôn giả cảnh ngăn trước mặt La Tuấn còn chưa tiếp xúc với kiếm khí đã trọng thương. La Tuấn nheo mắt, nhân hoàng kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí màu trắng bắn thẳng vào kiếm khí của Dương Diệp, trong nháy mắt, kiếm khí của La Tuấn bị đánh tan. La Tuấn kinh hãi, hiện tại hắn mới biết được sự khủng bố của kiếm ý thập nhị trọng. Mà đúng lúc này, một lão giả áo đen xuất hiện trước mặt La Tuấn. Lão giả áo đen vung tay lên, kiếm khí của Dương Diệp đã biến mất. Bán thánh, nhân hoàng, không thể chết được. Lão giả áo đen nhạt âm thanh nói. Ta cảm thấy được, hắn nên chết mới tốt. Mạc lão xuất hiện tại nơi này. Đôi mắt lão giả áo đen nhắm lại, đúng lúc này, một lão giả tóc bạc xuất hiện bên cạnh lão giả áo đen, nói. Huyền giả nghịch loại sắp xuất thế, huyền giả đại lục cần số mệnh thiên đạo của nhân hoàng. Cho nên. Nhân hoàng không thể chết được. Ta cũng cảm thấy nhân hoàng không thể chết được. Nội tâm Tông chủ Thanh Nguyên Tông thở ra một hơi,
hắn may mắn lúc trước mình ngăn cản áp lực của Dương Diệp, bằng không Thanh Nguyên Tông sẽ lâm vào kết cục không tốt. La Tuấn tươi cười, nụ cười của hắn dần dần mở rộng. Mạc lão nhìn ba người, sau đó nói. Đã như thế. Nói đến đây, Mạc lão vung tay lên, một tấm bia đá xuất hiện trước mặt hắn, nói. Vậy thì chiến. Đoạt kiếm, một. Một người chiến ba gã bán thánh. Tất cả mọi người ngây người. Dương Diệp lúc này cũng sửng sốt, Mạc lão lại muốn một chọi ba. Ba người trước mắt không phải là hoàng giả cảnh, mà là cường giả bán thánh giống Mạc lão. Mạc lão là thánh giá cảnh, hiển nhiên không có khả năng, nếu như là thánh giả cảnh đã không thể ở lại huyền giả đại lục. Đã không phải thánh giá cảnh, vậy tại sao hắn dám dùng một chọi ba? Đương nhiên, bất kể như thế nào, Mạc lão càng cường đại càng có lợi với mình. Ba bán thánh của yêu tộc, ma tộc, hải tộc biến sắc, bọn họ vốn cho rằng người thủ mộ sẽ thỏa hiệp, nhưng không nghĩ tới người thủ mộ lại muốn đánh với ba người bọn họ. Hắn có tự tin như vậy. Ba người cũng không có mở miệng cười nhạo hoặc mỉa mai, chỉ có vô cùng ngưng trọng. Người thủ mộ trước mắt không chỉ có lại lịch thần bí, thực lực cũng rất thần bí, hắn đã dám mở miệng dùng một chọi ba, vậy thì chứng minh hắn khẳng định có nắm chắc, bằng không hắn quyết không có khả năng làm như vậy. Bởi vì một khi ba gã bán thánh hợp lực tuyệt đối có thể chu sát bán thánh. Mạc lão nói, thực lực ngoài hoàng giả cảnh không thể ra tay, các ngươi phạm quy, đã như thế, trước khi giao đấu phải trả cái giá lớn. Nói xong, tay phải Mạc lão vỗ vào hư không. Ma vực, một bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện trên không trung ma vực, sau đó nặng nề đánh xuống, toàn bộ ma vực rung động mạnh, mấy ngàn vạn huyền giả ma tộc hóa thành bụi bặm. D. Cùng lúc đó, trên không vùng biển cũng xuất hiện một bàn tay khổng lồ đánh vào mặt biển, một tiếng vang thật lớn sinh ra, sóng biển nhấc lên độ cao vạn trượng, một kích cày, ít nhất có mấy ngàn vạn huyền giả hải tộc chết. Yêu tộc thì thôi, xem trên mặt mũi yêu hoàng. Mạc lão lãnh đạm nhìn lão già tóc bạc. Ba người kinh hãi. Người thủ mộ lại ra tay với huyền người bình thường. Người muốn chết. Hải hoàng gầm lên một tiếng, hắn vung tay lên. Đồng thời có một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên không trung nam vực, nhưng mà bàn tay khổng lồ vừa xuất hiện đã bị mặt bàn tay khổng lồ khác đánh nát. Đồng tử của Hải Hoàng co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì thực lực người thủ mộ còn cao hơn hắn nhiều. Các hạ muốn cá chết rách lưới với chúng ta sao? Lão giả áo đen trầm giọng nói. Các ngươi phạm quy. Mạc lão nói. Nhân hoàng quan hệ đến huyền giả đại lục chúng ta, hắn không thể chết được. Lão già tóc bạc nói. Mạc lão lắc đầu cười cười, nói. Chỉ cho phép hắn ra tay với đồ đệ của ta, không cho phép đồ đệ của ta ra tay với hắn. Cho rằng ba bán thánh các ngươi liên thủ là có thể an ổn áp chế thầy trò chúng ta. Đừng nói nhảm nữa, không biết đâu, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết tuân thủ quy tắc, đến chiến, bằng không thì cút đi cho ta. Làm càn. Ba người đều là bán thánh, làm sao có thể nhịn khi bị Mạc lão sỉ nhục. Nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến đi. Lão già tóc bạc lập tức tiến vào hư không. Phụng bồi đến cùng. Lão già áo đen hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng chui vào hư không. Ngươi chết chắc. Hải Hoàng âm trầm nhìn Mạc lão, hắn cũng chui vào hư không. Mạc lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Cứ làm đi, chuyện lấy lớn hiếp nhỏ loại này sẽ không xuất hiện trên người của ngươi. Nói xong, hắn cũng chui vào hư không. Rất nhanh. Hư không phát ra âm thanh đại chiến. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía La Tuấn, nói. Hôm nay, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hôm nay, Thanh Nguyên Tông gà chó không tha, giết. Khi Dương Diệp dứt lời, gần 400 kiếm nô lập tức xông vào giết đệ tử Thanh Nguyên Tông. Dương Diệp, Thanh Nguyên Tông ta cải biến chủ ý. Tông chủ Thanh Nguyên Tông lo lắng nói một câu, hắn không nghĩ tới, người thủ mộ còn dám dùng một chọi ba. Hắn không biết người thủ mộ có thể thắng hay không, hắn chỉ biết rõ một việc, chính là Thanh Nguyên Tông chém giết với Dương Diệp sẽ tổn thất thảm trọng. Muộn rồi. Dương Diệp chém ra một đạo kiếm quang về phía La Tuấn cho người ám sát đám người Bảo Nhi Tiểu Giao và Đinh Thược Dược, việc này không thể nghi ngờ đã đụng vào nghịch lân của hắn. Đặc biệt là Đinh Thược Dược lúc này sinh tử chưa biết. Trong đầu Dương Diệp chỉ có một ý niệm, đó chính là giết, giết tất cả địch nhân. La Tuấn. Hôm nay hắn tất giết. Nhìn thấy Dương Diệp đánh tới, La Tuấn nheo mắt, thân hình hắn lui lại, hắn biết rõ,
hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Diệp. La Tuấn lui, cường giả đỉnh Hán đế quốc bên cạnh hắn lại xông về phía Dương Diệp, bọn họ không phải không sợ Dương Diệp, mà là căn bản không có biện pháp, La Tuấn mà chết, cửu tộc của bọn họ sẽ bị diệt. Không ai có thể chống đỡ được mũi kiếm của Dương Diệp, phàm là người tiếp xúc với Dương Diệp đều mất mạng. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt La Tuấn đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Sở dĩ hắn dám xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hơn nữa tính toán Dương Diệp, là vì sau lưng hắn có ba vị bán thánh. Nhưng hắn không nghĩ tới, người thủ mộ sau lưng Dương Diệp lại dám dùng một chọi ba. Ba vị bán thánh bị kiềm chế, hiện tại hắn không có bùa hộ mệnh. Rút lui. La Tuấn không chút do dự quay người bỏ chạy. Hắn biết rõ, trên bầu trời không có phân ra thắng bại, không có cường giả hoàng giả cảnh nào dám ra tay bảo hộ hắn, bởi vì bất kể Thanh Nguyên Tông hay là đỉnh Hán đế quốc đều không chịu nổi một cường giả bán thánh điên cuồng trả thù. Cường giả hoàng giả cảnh không ra tay, trong tôn giả cảnh, ai có thể đủ chống đỡ Dương Diệp. Nhìn thấy La Tuấn chạy trốn, trong mắt Dương Diệp hiện ra một tia dữ tợn, hắn lập tức thi triển kiếm vực, ý kiếm trong tay không ngừng chém mạnh. Kiếm khí bắn ra khắp bốn phía ngăn cản. Người cản đường hắn, mà bản thân của hắn hóa thành một bóng đen đuổi theo La Tuấn. Bảo vệ tốt La Tuấn. Đúng lúc này, trong hư không phát ra tiếng quát thật lớn. Sắc mặt tông chủ Thanh Nguyên Tông biến hóa, bán thánh có ý gì? Chẳng lẽ muốn hoàng giả cảnh tông môn chính mình ra tay? Hoặc là chính hắn ra tay? Ra tay hay không ra tay? Nội tâm tông chủ Thanh Nguyên Tông vô cùng xoắn xuýt. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy khôi lỗi của Dương Diệp đang tùy ý đổ sát đệ tử Thanh Nguyên Tông, hắn đã có quyết định. Bất kể như thế nào, Thanh Nguyên Tông lúc này đã không có đường lui. Tông chủ Thanh Nguyên Tông lập tức xuất hiện sau lưng La Tuấn. La Tuấn không thể chết được. Tông chủ Thanh Nguyên Tông nhìn Dương Diệp trước mặt và nói một câu. Vèo. Đúng lúc này, một quải trượng màu đen từ trên cao đánh xuống, tốc độ không nhanh, nhưng tông chủ Thanh Nguyên Tông lại khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới người thủ mộ đại chiến với ba cường giả bán thánh vẫn có thể ra tay đối phó hắn. Hắn vừa định trốn tránh, nhưng lúc này, tốc độ của quải trượng tăng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua ngực của hắn. Ta! Tông chủ Thanh Nguyên Tông nhìn vào hư không, hiện tại hắn mới hiểu thực lực người thủ mộ mạnh cỡ nào. Không ai có thể bảo vệ ngươi. Dương Diệp xuất hiện trước mặt La Tuấn, ý kiếm trong tay chém mạnh về phía La Tuấn. La Tuấn tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào trong nhân hoàng kiếm, sau đó nhân hoàng kiếm ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể La Tuấn bay ngược về phía sau vài trăm trượng. Chết đi! Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng về phía La Tuấn, Dương Diệp nhanh chóng xuất hiện trước mặt La Tuấn, đột nhiên nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn thoát ra khỏi tay hắn. Sau đó hóa thành một tia sáng màu vàng đâm thẳng vào Dương Diệp. Khí linh hộ chủ. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, ý kiếm chém tới. Oanh! Nhân hoàng kiếm bị đánh bay, nhưng sau một khắc, nó lại hóa thành tia sờ nát màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Cút! Dương Diệp gầm lên một tiếng, ý kiếm trong tay oải chém vào thân nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm bay ra ngoài lần nữa, nhưng sau một khắc, nhân hoàng kiếm vẫn lao tới. Lần này Dương Diệp không có lựa chọn đánh bay nhân hoàng kiếm, mà là khi nhân hoàng kiếm tới trước mặt hắn, hai tay hắn huyễn hóa thành long chảo và thi triển kiếm vực ngăn cản nhân hoàng kiếm. Sau khi thi triển kiếm vực, tốc độ của nhân hoàng kiếm giảm xuống, lúc này, Dương Diệp đưa tay bắt lấy nhân hoàng kiếm. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt La Tuấn thay đổi, thân hình lóe lên, hắn xông thẳng về phía Dương Diệp. Nhân hoàng ấn và nhân hoàng giáp có thể mất, nhưng nhân hoàng kiếm tuyệt đối không thể mất, mất đi. Hắn có tư cách gì gọi là nhân hoàng? Đúng lúc này, một tiểu nữ hài ra hiện ở trước mặt hắn, tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, hai đạo lôi trụ xuất hiện và đánh hắn bay ra xa. Tốt! Bàn tay nhỏ của Lôi Lâm vỗ vào nhau, trên mặt lộ ra thần thái vui thích, sau đó bàn tay nhỏ bé lại đánh thẳng vào nhân hoàng, một đạo lôi điện bổ mạnh vào người La Tuấn. Bên kia, lúc Dương Diệp bắt lấy nhân hoàng kiếm rung động mạnh, trong nhân hoàng kiếm bắn ra kiếm khí rất mạnh. Long chảo của Dương Diệp bị cắt ra vô số lỗ máu. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn không nghĩ tới nhân hoàng kiếm lại khủng bố như vậy. Thời điểm nhân hoàng kiếm muốn tránh thoát hai tay của hắn, đột nhiên, cổ sao bộc bên hông hắn bắn ra một tia sáng. Đôi mắt Dương Diệp sáng ngời, sau đó bắt lấy nhân hoàng kiếm cắm vào trong cổ sao. Lúc nhân hoàng kiếm bị cắm vào cổ sao,
cổ sao rung rung kịch liệt giống như sắp nổ tung, nhưng rất nhanh, không qua 2 giây, nhân hoàng kiếm triệt để an tĩnh lại. Làm sao có thể? Xa xa, nhìn thấy Dương Diệp cắm nhân hoàng kiếm vào trong cổ sao, La Tuấn đang ngăn cản lôi điện của Lôi Lâm cảm giác mình mất đi liên hệ với nhân hoàng kiếm. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo thần thái không dám tin. Nhân hoàng kiếm nhận hắn làm chủ, đại biểu ông trời nhận định hắn, cho dù cường giả hoàng giả cảnh cũng không có khả năng cướp đoạt nhân hoàng kiếm, bởi vì nhân hoàng kiếm sẽ không khuất phục ai trừ nhân hoàng. Nhưng giờ này khắc này, hắn cảm giác mình đã mất đi liên hệ với nhân hoàng kiếm. Không có khả năng. La Tuấn đã điên cuồng, sở dĩ cường giả thánh địa và cường giả bán thánh đứng về phía hắn là vì hắn là nhân hoàng, ngày sau thống nhất đại lục. Nhân hoàng kiếm tăng thêm tín ngưỡng lực của đại lục có thể đối kháng huyền giả nghịch loại, nhưng hiện tại, nhân hoàng kiếm bị Dương Diệp bắt lấy, mình còn là nhân hoàng hay không? Chỉ xích thiên nhai. Đúng lúc này, Dương Diệp quát lớn. Sau đó một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực La Tuấn. Ta cảm thấy, ngươi nghĩ nhiều. Một, ngươi. La Tuấn không thể tưởng tượng nổi nhìn ngực mình, lúc thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn. Hắn cảm giác được kiếm ý ác liệt của Dương Diệp đang tàn phá cơ thể của mình. Ánh mắt La Tuấn ngây ngốc, chính mình cứ chết như vậy. Còn là lần đầu tiên kiếm hoàng giết chết nhân hoàng trong lịch sử. La Tuấn điên cuồng nói. Không có khả năng, ta là nhân hoàng, ta vâng mệnh trời, thay trời quản lý thế gian, làm sao có thể chết, làm sao có thể. Oanh! Đột nhiên phía chân trời xuất hiện vô số khí lưu màu trắng bay từ chân trời xuống. Sau đó bao phủ La Tuấn vào trong, khí lưu màu trắng không ngừng tiêu trừ kiếm ý đang ma diệt sinh cơ của La Tuấn. Sống sót sau tai nạn, La Tuấn mừng như điên. Lúc khí lưu màu trắng bao phủ La Tuấn, ý kiếm trong tay Dương Diệp và hắn bị lực lượng cường đại đẩy lui vài trăm trượng. Dương Diệp, người thấy không, trời cũng đang giúp ta, người không thể giúp ta, ha ha. La Tuấn cười lớn không kiêng nể gì cả. Nhìn khí lưu màu trắng che phủ chân trời. Dương Diệp hơi trầm ngâm, trong mắt Dương Diệp hiện ra một tia điên cuồng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, kiếm ý thập nhị trọng điên cuồng tuôn ra bao phủ nhân hoàng kiếm và cổ sao. Nếu ta muốn giết, trời cũng ngăn không được. Nói xong, tay phải của Dương Diệp nắm chặt nhân hoàng kiếm và rút ra, nhân hoàng kiếm run lên kịch liệt, sau đó một đạo kiếm khí chém thẳng vào La Tuấn đang được khí lưu màu trắng bao phủ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Khí lưu màu trắng rung động mạnh và xuất hiện vết rách. La Tuấn kinh hãi. Chảm! Dương Diệp thét lên đầy giận dữ, lại là một đạo kiếm khí chém vào khí lưu màu trắng. Oanh! Một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi gần chết của La Tuấn, khí lưu màu trắng sắp nổ tung. Oanh! Đột nhiên khí lưu màu trắng phía chân trời sinh ra vòng xoáy quỷ dị, không qua bao lâu, khí lưu màu trắng ngưng tụ thành bàn ta khổng lồ, bàn tay đánh thẳng vào Dương Diệp. Oanh! Bàn tay khổng lồ mang theo uy áp khủng bố, tất cả ngọn núi chung quanh Thanh Nguyên Tông trong phạm vi trăm dặm lập tức hóa thành bột mịn. Đồng tử của Dương Diệp co rút dữ dội, một kích này, ít nhất cũng phải là cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm mới có thể thi triển ra được, thiên địa đã giáng thiên phạt khi hắn dám công kích La Tuấn. Chẳng lẽ thiên địa không biết xấu hổ? Đúng lúc này, đột nhiên yêu hoàng xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, yêu hoàng vươn hai tay kéo mạnh vào hư không. Một lỗ đen xuất hiện trước bàn tay khổng lồ, bàn tay màu trắng chui vào trong lỗ đen, sắc mặt yêu hoàng tái nhợt. Hai tay hợp tại, lỗ đen khép tại, bàn tay khổng lồ màu trắng và lỗ đen biến mất không thấy đâu nữa. Tiền bối, người có tính là nghịch thiên hay không? Dương Diệp nói. Yêu hoàng nhìn Dương Diệp, nói. Chúng ta là người tu hành, lẽ ra phải có tâm kính sợ thiên địa, nhưng nếu thiên địa muốn đối địch với chúng ta... Chẳng lẽ chúng ta còn phải có tâm kính sợ nó sao? Có đạo lý. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Đã như thế, ta sẽ nghịch thiên, nói thực, ta nhìn nó khó chịu từ lâu rồi. Cảm giác thiên địa thật trâu bò. Yêu hoàng nhìn Dương Diệp, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm, lắc đầu, sau đó hắn nhìn sang La Tuấn, lúc này La Tuấn không chạy trốn, bởi vì có trốn cũng vô nghĩa. Ta bại. La Tuấn nhìn Dương Diệp, thần kỳ là lúc này hắn rất bình tĩnh. Cho nên ngươi phải chết. Dương Diệp đi về phía La Tuấn. Không có nhân hoàng, huyền giả đại lục không thể đối kháng huyền giả nghịch loại. La Tuấn nói. Dương Diệp, chúng ta đã từng có ân oán, nhưng ta ân oán giữa chúng cũng không phải thâm thù đại hận,
nếu như ngươi cần, ta xin lỗi ngươi, thậm chí là bồi thường. Ngươi nên biết rõ, huyền giả nghịch loại cường đại vượt qua chúng ta tưởng tượng, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí mới có thể đối kháng bọn chúng, ngươi thấy sao? Dương Diệp dừng bước lại. Thấy thế, La Tuấn vui vẻ, nhưng sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, sau đó một thanh kiếm chém ngang cổ hắn. Ta cảm thấy, ngươi nghĩ nhiều. Trời giáng mưa máu, đất tuôn dung nham. Nhân hoàng chết. Từ trước tới nay, nhân hoàng đầu tiên bị giết. Một kiếm chém giết La Tuấn, đột nhiên Dương Diệp cảm giác trên người mình có thêm cái gì đó, không phải là đồ tốt, có thêm thứ này làm hắn không thoải mái. Lúc này, kiếm linh xuất hiện bên cạnh hắn, nó phức tạp liếc mắt nhìn La Tuấn, nói. Nhân hoàng chết, thiên địa cùng buồn bã, mà người giết nhân hoàng sẽ bị thiên địa nguyền rủa. Từ nay về sau, phiến thiên địa này sẽ bài xích và kháng cự ngươi. Còn gì phải sợ? Dương Diệp nói. Kiếm linh nói. Về sau người sẽ phát hiện, bị phiến thiên địa này nguyền rủa sẽ có bao nhiêu phiền toái. Dương Diệp cười cười, sau đó vung tay phải lên, nhân hoàng kiếm xuất hiện trước mặt hắn, nói. Kiếm này là tiên thiên đạo khí, vì sao ta cảm giác nó không mạnh? Kiếm linh nói. Kiếm này là nhân hoàng kiếm, chỉ có nhân hoàng mới có thể phát huy uy lực chính thức của nó. Tuy ngươi dựa vào ta trấn áp nó, nhưng nó cũng không chính thức phối hợp với ngươi. Phải làm thế nào mới trở thành nhân hoàng? Dương Diệp hỏi. Kiếm linh nói. Thiên địa thừa nhận là được, dù sao ngươi không có đùa giỡn. Dương Diệp nhún nhún vai, hắn thu lại nhân hoàng kiếm, sau đó hắn nhìn chung quanh, Thanh Nguyên Tông đã thây ngang khắp đồng, đệ tê tê ha Thanh Nguyên Tông ử trốn thì trốn, chết thì chết, tóm lại, trên đời không còn Thanh Nguyên Tông. Mạc lão có thực lực thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn vào hư không, hắn nhẹ giọng hỏi. Thực lực Mạc lão vượt xa tưởng tượng của hắn, một người độc chiến ba vị bán thánh, thực lực này quá đáng sợ. Kiếm linh im lặng nửa ngày, sau đó nói. Hắn đã là bán thánh cực hạn, nếu như thế giới này còn có hồng mông tử khí, hắn nhất định thành thánh. Nhưng hắn dùng lực lượng một người độc chiến ba bán thánh, có khả năng có nguyên nhân khác. Hắn so với kiếm tông tổ sư năm đó thì như thế nào? Dương Diệp lại hỏi, thực lực kiếm tông tổ sư năm đó, kiếm linh nhất định biết rõ. Kiếm linh lắc đầu, nói. Không bằng. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh, nói. Vì sao? Kiếm linh nói. Kiếm tông tổ sư có kiếm vực, bản thân hắn đã đứng ở thế bất bại trong cùng giai, hơn nữa kiếm của kiếm tông tổ sư rất mạnh, mạnh đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên. Ngày sau kiếm của người khẳng định cũng rất mạnh, chắc chắn sẽ không thua hắn. Dương Diệp nói, kiếm vực trên kiếm ý, nhưng vì sao ta cảm giác uy lực kiếm vực của ta không mạnh hơn kiếm ý thiên giai bao nhiêu? Nhưng ở phương diện phòng ngự và công kích, ta cảm giác kiếm vực còn không bằng kiếm ý thiên giai nhị trọng. Người là kiếm linh, đi theo kiếm tông tổ sư nhiều năm, nên biết bí mật của kiếm vực nha. Kiếm kinh lắc đầu, nói, ta không rõ về vực. Ta cũng không hiểu quá rõ về kiếm ý thiên giai, dù sao ta hôm nay chỉ là một phần không trọn vẹn. Nếu ta dung hợp với bản thể sẽ biết tất cả. Dương Diệp thở dài, nói. Ta biết ngươi muốn cứu bản thể của mình, ta không muốn hay sao? Thế nhưng mà ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, thực lực của ta biến thành tôn giả cảnh nhất phẩm, tuy kiếm ý khôi phục, nhưng thực lực vẫn quá yếu. Lúc ở tôn giả cảnh lục phẩm, ta có thể đủ một hơi rút kiếm 10 lần, nhưng hiện tại, cảnh giới ngã xuống, ta nhiều nhất chỉ rút được 5 lần. Cho nên, chúng ta không thể đi thánh địa. Tuy thực lực của hắn lúc này không yếu hơn lúc trước bao nhiêu, nhưng chỉ có chính hắn mới rõ, cảnh giới rơi xuống ảnh hưởng lớn tới hắn, nếu như không phải kiếm ý tăng lên tới thiên giai nhị trọng, hắn cũng không thể đánh thắng Hà Luyến Kỳ. Bởi vì Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn nhiều nhất chỉ thi triển 5 lần. Cho nên hắn cảm thấy tăng cảnh giới lên mới là trọng yếu nhất. Kiếm linh trầm ngâm nửa ngày, nói. Ta hiểu, người phải nhanh mới được. Dương Diệp gật đầu, kiếm kinh kiếm, hắn phải đạt được, dựa vào quan hệ giữa hắn và kiểm định, có lẽ thanh kiếm sẽ không bài xích hắn, chỉ cần đạt được bản thể của nàng, như vậy hắn có thể thi triển Thảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, đến lúc đó bất kể đối kháng thánh địa hay huyên giả nghịch loại, hắn cũng có nắm chắc lớn hơn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không, sau đó lắc đầu, hắn không có thời gian chờ đợi. Hiện tại Đinh Thực Dược sinh tử chưa biết, hắn phải chạy về Nam Vực. Tay phải vung lên, hắn thu kiếm nô lại,
Dương Diệp mang theo Lôi Lâm cùng Tử Điêu quay về Nam Vực. Sau khi Dương Diệp đi không lâu xu, Mạc Lão và ba gã bán thánh khác xuất hiện trên không trung Thanh Nguyên Tông. Hiện tại, sắc mặt ba bán thánh ma tộc cùng yêu tộc cùng với hải tộc vô cùng ngưng trọng, bởi vì ba người bọn họ liên thủ vẫn không chiếm được tiện nghi trước người thủ mộ, không chỉ có như thế, bọn họ còn bị áp chế. Rốt cuộc ngươi là ai? Hải Hoàng cắn răng nói. Mạc Lão không có trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn hư không, nói. Các ngươi rất rõ ràng, cái gọi là thiên đường chính là một cánh cửa ngăn cản chúng ta tới thánh môn, chỉ cần xông qua cánh cửa này lập tức thành thánh, nhưng tại sao các ngươi không dám? Không phải ngươi cũng không dám sao? Lão giả áo đen trầm giọng nói. Mạc Lão nói. Thánh địa có vô số bán thánh, nhưng bọn họ vẫn không có ai thành thánh, chẳng lẽ bọn họ cũng không dám sao? Ba người im lặng, bởi vì bọn họ cũng rất nghi hoặc. Nếu như nói huyền giả đại lục sau kiếm tông tổ sư thì không có người thành thánh là vì huyền khí trên đại lục mỏng manh, thánh địa thì không như thế. Linh khí trong thánh địa vượt xa huyền giả đại lục, hơn nữa truyền thừa còn cao cấp hơn huyền giả đại lục, đã như thế, vì sao thánh địa không có cường giả thánh giả cảnh? Ngươi có ý gì? Lão già tóc bạc trầm giọng hỏi. Mạc Lão cười khẽ, sau đó nói. Thánh địa nói huyền giả đại lục chúng ta là thế giới bị vứt bỏ, kỳ thật việc này rất buồn cười, bởi vì không chỉ có thế giới chúng ta là bị vứt bỏ, kỳ thật thánh địa bọn họ cũng thế. Sắc mặt ba người thay đổi. Mạc Lão hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện ngưng trọng, nói. Ta suy đoán, bởi vì huyền giả nghịch loại, thế giới chúng ta, kể cả thánh địa đều là một cái lồng giam, về phần giam ai, các ngươi rất rõ ràng. Giam huyền giả nghịch loại. Cổ vực thành. Sau khi Dương Diệp nhìn thấy Đinh Thược Dược đang nằm trên giường, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi, bởi vì sinh cơ trong cơ thể Đinh Thược Dược lúc này đã sói mòn rất nhiều. Tình huống của Đinh Thược Dược còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rất nhiều. Trên giường, Đinh Thược Dược chậm rãi mở hai mắt ra, nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Ta còn tưởng rằng không thấy được người lần cuối cùng. Dương Diệp đi đến bên giường Đinh Thược Dược, nói. Thực xin lỗi. Là ta sơ sẩy. Hắn không nghĩ tới đỉnh Hán đế quốc lại nhắm vào nhân vật trọng yếu Nam vực là Đinh Thược Dược, hắn thầm nghĩ đến muội muội mình và nữ nhân của mình. Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu, nói. Là ta đánh giá thấp thực lực của đỉnh Hán đế quốc, cũng đánh giá thấp quyết tâm của bọn họ. Dương Diệp vươn tay cầm tay của Đinh Thược Dược, huyền khí màu tím trong cơ thể chậm rãi truyền vào trong cơ thể Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược lại nói. Vô dụng. Kỳ thật lần này tổn thương cũng không phải nghiêm trọng như vậy, ta bị như thế là vì có bệnh không tiện nói ra. Bệnh không tiện nói ra. Dương Diệp nhíu mày. Ninh Thược Dược nói. Ta sinh ra đã mang theo quái bệnh trời sinh không biết tên, sinh cơ trong cơ thể ta trôi qua nhanh gấp mấy lần người bình thường. Dựa theo tình huống thường, ta sống không quá 10 tuổi. Nhưng khi còn nhỏ gặp kỳ ngộ, bởi vậy sống đến bây giờ. Kỳ thật, ta đã thấy đủ. Kỳ ngộ gì, là thiên tài địa bảo hay thứ khác? Dương Diệp hỏi. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp nửa ngày, nàng mỉm cười, nói. Ngươi sợ ta chết, không có người giúp ngươi quản chuyện phiền toái tại Nam vực sao? Dương Diệp nói. Người khác nói bằng hữu của ta ít, kỳ thật, có mấy ai dám làm bằng hữu của ta chứ? Địch nhân trong quá khứ của ta là Bách Hoa Cung cùng với Nguyên Môn, tại Nam vực, đó là hai quái vật khổng lồ, làm bằng hữu với ta. Đó chính là muốn chết, mà bây giờ, địch nhân của ta càng cường đại hơn, là đỉnh Hán đế quốc, là thánh địa, bởi vậy, bằng hữu của ta càng ít. Ta không muốn ngươi là một trong số ít bằng hữu của ta lại chết đi. Ninh Thược Dược nói, ta đi rồi, nhất không yên lòng thế lực tụ tập tại Nam vực, ngươi có thực lực, cũng có thể uy hiếp bọn họ, nhưng nếu muốn những thế lực này ngưng tụ lại với nhau, giải quyết các loại lợi ích mâu thuẫn, đây không phải việc đơn giản, mà ngươi... Hiển nhiên không có khả năng làm được. Trong đám người ta biết, Tần Tịch Nguyệt miễn cưỡng hợp cách, nhưng nàng là người của đỉnh Hán đế quốc, sau lưng liên lụy quá nhiều thế lực, cũng không thích hợp. Cho nên, ta, ngươi sẽ tốt lên. Dương Diệp cắt lời của Đinh Thược Dược, huyền khí màu tím trong cơ thể không ngừng rót vào trong cơ thể Đinh Thược Dược, hắn không ngừng rửa sạch kinh mạch trong người Đinh Thược Dược. Không được. Đinh Thược Dược đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên nàng mở to mắt. Ánh mắt không thể tin nhìn Dương Diệp, bởi vì nàng cảm giác tốc độ sinh cơ sói mòn của nàng đã giảm đi. Dương Diệp thở ra, quả nhiên tử khí có hiệu quả,
nếu như tử khí của hắn không có hiệu quả, như vậy hắn thật không biết làm cách nào mới có thể cứu vãn Ninh Thược Dược. Ngươi làm như thế nào? Ninh Thược Dược hỏi. Đây là bí mật, chỉ có nữ nhân của ta mới biết được, ngươi muốn biết không? Dương Diệp nói giỡn. Ngươi nghĩ ta biết không? Ninh Thược Dược hỏi ngược lại. Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp xấu hổ, Ninh Thược Dược cười khẽ, nói. Hậu cung của ngươi đã đủ nhiều, ta cũng không muốn trở thành một thành viên trong đó. Dương Diệp không dám nói tiếp, hắn chuyên tâm truyền huyền khí cho Đinh Thược Dược. Tương lai người có tính toán gì không? Đột nhiên Đinh Thược Dược hỏi. Đi một bước xem một bước. Dương Diệp nói. Ta nghĩ, lần này thánh địa tuyệt đối sẽ không phải người tặng trang bị cho ngươi nữa. Bọn họ rất cuồng, rất tự tin nhưng không ngốc. Kiếm ý thập nhị trọng của ngươi có thể giết hai thiên tài thánh bảng. Cho nên, nếu bọn họ lại phải người tới, có khả năng phải nắm chắc tuyệt đối, ngươi có lòng tin không? Ninh Thược Dược nói. Dương Diệp trầm ngâm nửa ngày, nói. Thiên tài của thánh địa mạnh mẽ vượt qua ta dự đoán, ta không dám nói chính mình chắc chắn thắng những thiên tài kia, ta chỉ có thể nói, ta sẽ hết sức. Ngươi khôn cần quan tâm những việc này, ngươi bây giờ nên dưỡng thương cho tốt, còn phải nhanh chóng khôi phục trở lại, không có ngươi, ta không yên lòng về Nam Vực. Tuy tốc độ sinh cơ trôi qua chậm lại, nhưng ta vẫn sẽ chết. Ninh Thược Dược nói. Ngươi tin ta chứ? Dương Diệp nhìn thẳng Ninh Thược Xê Dược, nói. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp mấy giây, nàng nói. Ta tin Vũ Tịch. Dương Diệp im lặng, lắc đầu, hắn đặt thanh mộc chi linh vào trong tay Ninh Thược Dược, nói. Thân thể của ngươi suy yếu, thanh mộc chi linh có thể trợ giúp ngươi. Tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi chết. Hắn cũng không phải đang khoác lác, chỉ cần hắn đạt tới hoàng giả cảnh, hắn có thể mở hồng mông tháp tầng thứ hai, hắn tin tưởng, đồ vật trong tầng thứ hai có thể cứu chữa Ninh Thược Dược. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp, nàng không nói gì. Thánh địa, hai gã nam tử trước sau đáp xuống một đỉnh núi. Hai gã nam tử khoảng 20 tuổi, nam tử bên trái mặc áo xanh, trên người tỏa ra khí tức nho nhã. Tay trái của nam tử cầm sách cổ, tay phải cầm cây bút đen kịt. Hắn đứng trên đỉnh núi, gió nhẹ thổi tóc dài của hắn bay bay, trên người hắn tỏa ra khí chất xuất trần. Nam tử bên phải mặc trường bào màu đen, trong tay cầm trường thương màu tím không có đầu, đôi mắt bị tấm vải đen che kín, so sánh với nam tử bên trái, nam tử áo đen càng quỷ dị hơn. Không nghĩ tới Tả Đăng Phong, Yêu Dạ, Mặc Diệt Tà, Vân Khinh Giao, Hà Luyến Kỳ lại thua trong tay kiếm hoàng tại Huyền Giả Đại Lục, khó trách mấy lão gia hỏa kia đẩy chúng ta ra khỏi bí cảnh. Bảo người thứ hai và thứ ba trên thánh bảng liên thủ giết một huyền giả tôn giả cảnh nhất phẩm, có phải bọn họ chuyện bé xé ra to hay không? Nam tử bên trái cười nói. Không nên coi nhẹ bất cứ đối thủ nào. Nam tử áo đen lời ít mà ý nhiều. Nam tử áo xanh mỉm cười, nói. Mù loa, trong 10 người thánh bảng, chỉ có ngươi từng giao thủ với kẻ biến thái kia, thực lực của nàng đã tới mức nào rồi? Nam tử áo đen trầm ngâm, nói. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nụ cười trên mặt nam tử áo xanh rút đi, nói. Bỏ đi, ta không muốn vị trí đứng đầu, mù loà, chờ giải quyết xong việc trên huyền giả đại lục, chúng ta tranh tài một hồi, ngươi luôn chiếm cứ vị trí thứ hai, ta vẫn không phục đấy. Tùy thời xin đợi. Nam tử áo đen nói. Nam tử áo xanh cười cười, hắn vung bút trong tay lên, nói. Tật. Nam tử áo xanh lại xuất hiện phía chân trời. Sau lưng nam tử áo xanh là từng vết nứt không gian. Đó là tốc độ quá nhanh tạo thành. Nam tử áo đen đạp nhẹ xuống đất, hắn hóa thành tia sáng bay về phía chân trời. Oanh! Ngọn núi dưới chân nam tử áo đen lập tức tan vỡ. Sau khi huyền khí và thanh mộc chi linh cùng trị liệu, sinh cơ trong cơ thể Đinh Thược Dược vẫn trôi qua nhưng chậm hơn bình thường vô số lần, ít nhất sẽ không nguy hiểm tính mạng trong thời gian ngắn. Có giáo huấn trước kia. Đinh Thược Dược cùng Dương Diệp đã gia tăng phòng vệ của cổ vực thành, không chỉ trong thành có cường giả tôn giả cảnh tạo thành đội ngũ tuần tra suốt đêm, ngay cả không trung cũng có cường giả tôn giả cảnh dò xét. Vì không muốn tạo thành ngoài ý muốn cho Đinh Thược Dược, Dương Diệp đã lưu 10 khôi lỗi đạo tổ bên cạnh Đinh Thược Dược, khôi lỗi đạo tổ có thực lực vượt xa tôn giả cảnh bình thường, chúng cũng có thể chống lại hắn trong thời gian ngắn. Trong một gian phòng, trong phòng chỉ có hai người, Dương Diệp và Đinh Thược Dược. Thực lực chính thể của Nam Vực hôm nay không kém gì đỉnh Hán Đế Quốc, thanh danh của ta cũng đạt tới mức mạnh nhất,
lúc này là thời cơ tốt nhất tiến quân Trung vực triệt để tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc, người cảm thấy thế nào? Dương Diệp hỏi. Hắn nhất định phải diệt đỉnh Hán đế quốc, chỉ có diệt đỉnh Hán đế quốc, hắn có thể thống nhất cả thế giới loài người, cũng chỉ có tập hợp huyền giả của thế giới loài người với nhau, tương lai hắn mới có lực lượng chống lại thánh địa và huyền giả nghịch loại. Hắn biết rõ, bất kể thánh địa hay huyền giả nghịch loại, tuyệt đối không phải lực lượng một người có thể đối phó. Ninh Thược Dược lắc đầu, nói. Người đã giết hai cường giả thánh bảng tại Trung vực, kiếm ý cũng tăng lên thập nhị trọng, thanh danh của ngươi đúng là mạnh nhất, nếu lúc này chúng ta hát tiến quân Trung vực, nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Nhưng ngươi có thể nghĩ tới hay không? Căn cơ của chúng ta bây giờ quá mỏng manh, thực lực của chúng ta do các thế lực khác nhau tạo thành, những thế lực này đều có bản tính khác nhau, bọn họ sẽ vì lợi ích của mình mà làm ra rất nhiều việc không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như tự giết lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Cho nên, dùng tình huống của chúng ta bây giờ, cho dù diệt đỉnh Hán đế quốc, toàn bộ tiếp nhận đỉnh Hán đế quốc, nhưng kế tiếp sẽ là thời điểm nội loạn, thậm chí còn không thể đánh hạ đỉnh Hán đế quốc, chúng ta cũng đã nội loạn. Dương Diệp nhíu mày, hắn không muốn suy nghĩ những vấn đề này. Ninh Thược Dược lại nói. Những chuyện này không phải ngươi giết mấy người là có thể giải quyết, chúng ta chỉ có thể xử lý nội bộ của chúng ta trước, mới có thể tiến quân Trung vực. Hơn nữa, ngươi phải hiểu rõ tình huống hiện tại, tuy thực lực của chúng ta không kém gì đỉnh Hán đế quốc, nhưng nội bộ của chúng ta lại làm theo ý mình. Ngươi thử nghĩ xem, lúc hai nước giao chiến, chính lệnh không thể thông suốt sẽ có hậu quả như thế nào? Giải quyết như thế nào? Đại khái bao lâu? Dương Diệp hỏi. Ninh Thược Dược mỉm cười, nói. Nhờ phúc của ngươi, có người uy hiếp, giải quyết những chuyện này cũng không phải rất phiền toái, chỉ cần một thời gian ngắn mà thôi. Ngươi không cần quan tâm, ta sẽ xử lý tốt. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói. Nói thật, may mắn là có ngươi, bằng không thì, những chuyện xảy ra tại Nam vực còn không biết nên xử lý như thế nào. Nếu bảo hắn đại chiến thiên hôn địa ám cũng không sao, nhưng hắn thật nhức đầu khi xử lý những việc này. Phái người đi Bắc vực tìm thế lực liên thủ đối kháng đỉnh Hán đế quốc, ngươi thấy thế nào? Ninh Thược Dược nói. Bắc vực. Dương Diệp nao nao. Sau đó nói, Bắc vực rất ương ngạnh, không có bị đỉnh Hán đế quốc tiêu diệt. Hiện tại liên hợp với chúng ta, ha ha, tại sao ban đầu bọn họ không đến? Nếu như ta không có đoán sai, Bắc vực bây giờ là đã bị tình nhân N. Huyên Nhi của ngươi khống chế. Ninh Thược Dược nói, N. Huyên Nhi, Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó nói, nàng không phải tình nhân của ta, về phần liên hợp hay không liên hợp, chính ngươi quyết định đi. Ninh Thược Dược đầu, nói. Ninh Thược Dược đầu, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn thu phục thế giới loài người trước, sau đó tụ tập huyền giả thế giới loài người cùng đối kháng thánh địa hoặc huyền giả nghịch loại. Nhưng ta nói cho ngươi biết, như thế vẫn chưa đủ, chúng ta tốt nhất cần phải kiên hợp với yêu tộc, ma tộc, hải tộc, dù sao bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, chỉ sợ thực lực của bọn họ còn hơn xa chúng ta. Khó khăn. Dương Diệp trầm giọng nói. Yêu tộc khá tốt, chúng ta có quan hệ hợp tác với yêu hoàng, ma tộc cùng hải tộc. Ngươi giết La Tuấn, có phải nhân hoàng kiếm rơi trong tay ngươi hay không? Ninh Thược Dược hỏi. Dương Diệp gật đầu. Ninh Thược Dược tươi cười, nói. Kỳ thật cũng không phải rất khó, chỉ cần chúng ta nhất thống cả thế giới loài người, ngươi dùng nhân hoàng kiếm phá vỡ kết giới biên giới giữa nhân tộc cùng ma tộc. Đến lúc đó, nếu ma tộc không nguyện ý kết minh, vậy thì giết chứ sao? Như vậy có bá đạo quá không? Dương Diệp kinh ngạc nói. Ninh Thược Dược lườm Dương Diệp, nói. Đối với người mà nói, đây không phải bá đạo, mà là nhân từ. Dương Diệp sờ sờ cái mũi, nói. Trong mắt của ngươi, ta chính là đại ma đầu. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp, bỗng nhiên nàng gật đầu nói. Ngươi làm người không có tâm nhãn, làm việc và tính cách đều cực kỳ cực đoan, động một chút lại giết người, còn ưa thích tàn sát diệt môn. Có thể nói, người có tính cách như ngươi không sống lâu, hơn nữa không có bất kỳ một nữ nhân nào ưa thích, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi biết tại sao không? Dương Diệp cố tình muốn phản bác, nhưng suy nghĩ một lúc lại thấy nàng nói không sai. Ninh Thược Dược lại nói, ngươi có một ưu điểm, có thể là ưu điểm duy nhất, chính là trọng tình trạng nghĩa. Ngươi được ngươi tán thành, ví dụ như Vũ Tịch và Thanh Thi, ngươi sẽ làm những kẻ gây sự với các nàng biến mất. Hơn nữa vì bọn nàng,
người có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù đối địch với thế gian. Nữ nhân, rất nhiều nữ nhân, các nàng không cần nam nhân của mình phong độ thế nào, đẹp trai ra sao, các nàng chỉ cần nam nhân của mình làm vài việc cho mình là đủ rồi. Dương Diệp, Ninh Thược Dược lại nói. Lúc đầu ta xem trọng tiềm lực của người, nhưng ta càng xem trọng ưu điểm này, bởi vì ta rất rõ ràng, chỉ cần Tinh gia ta không làm ra chuyện có lỗi với ngươi, ngươi ngày sau sẽ không vứt bỏ Đinh gia. La Tuấn sở dĩ bại, hắn không phải bại trong tay của ngươi, mà là thua trên tay của hắn, lịch đại nhân hoàng đều nhân từ, được dân tâm và nhân tâm, mà hắn vì đối phó người lại vứt bỏ hai thứ này. Nhân hoàng không chiếm được dân tâm cùng nhân tâm, cho dù cầm nhân hoàng kiếm cũng không thể gọi là nhân hoàng. Dương Diệp nói, ý ngươi là, ta cần đạt được nhân tâm. Ninh Thược Dược lắc đầu, nói, ngươi không phải nhân hoàng, không cần phải đi con đường của nhân hoàng, ngươi chỉ cần vô địch giống như hiện tại, vẫn tàn nhẫn như trước là đủ. Bởi vì ngươi vô địch và tàn nhẫn sẽ càng hữu hiệu hơn cái gọi là dân tâm, ít nhất trước khi ngươi bại sẽ không có ai dám phản bội ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, hôm nay nói với ngươi lâu như thế, ta có thu hoạch rất nhiều. Ít nhất chúng ta hiện tại có mục tiêu rõ ràng, cũng biết rõ tương lai nên làm thế nào, Thược Dược, chúng ta có tính là tri kỷ hay không? Bởi vì ta cảm thấy người rất hiếu ta hơn chính bản thân ngươi. Tri kỷ là phải hiểu lẫn nhau, người hiểu ta không? Đinh Thược Dược hỏi. Dương Diệp xấu hổ, bởi vì hắn không hiểu nhiều về Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược không tiếp tục dây dưa vấn đề này, nói. Nhớ kỹ. Chúng ta có tất cả chỉ thành lập trên việc ngươi không chết, ngươi mà chết, không, ngươi mà bại, đối với Nam vực chúng ta mà nói, đó là đả kích hủy diệt, bởi vì mọi người sẽ sinh ra tâm tư khác, đó chính là Dương Diệp ngươi cũng là người, cũng sẽ bại, mà đến lúc đó, chỉ cần thánh địa hơi ném cảnh ô lưu ra ngoài, chúng ta thật vất vả xây dựng lên tất cả sẽ sụp đổ. Xem ra áp lực của ta rất lớn. Dương Diệp cười nói. Ninh Thược Dược nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói. Ngươi xảy ra vấn đề, những người đi theo ngươi sớm nhất như chúng ta đều chết, trong đó cũng kể cả ta, Yêu Hoàng, thậm chí là Mạc Lão, hiểu chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Thược Dược, nụ cười trên mặt Dương Diệp cứng lại, bất chi bất giác, sinh tử của rất nhiều người đã đặt lên người của hắn. Lần đầu tiên Dương Diệp cảm giác có áp lực, bởi vì hắn không muốn Mạc Lão, Yêu Hoàng, còn có Đinh Thược Dược cùng rất nhiều người đi theo hắn gặp chuyện ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một hồi làn gió thơm ập tới, Dương Diệp cảm giác Đinh Thược Dược nhào vào trong ngực của mình. Dương Diệp sửng sốt. Không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ ít có rất nhiều người sẽ ủng hộ ngươi. Hết câu này, Đinh Thược Dược quay người ra khỏi phòng, chỉ lưu lại Dương Diệp đang sững sờ. Thánh địa thánh bảng thứ hai Hạ Hầu Hiên, thứ ba Mù Lòa đến đây lãnh giáo kiếm hoàng một chút, kính xin ra khỏi thành đánh một trận. Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng cổ vực thành. Dương Diệp mở mắt ra, ánh mắt đầy âm lãnh. Bên ngoài cổ vực thành. Dương Diệp cầm cổ sao trong tay xuất hiện bên ngoài cửa thành cổ vực thành. Ngươi chính là Dương Diệp. Nam tử áo xanh dò xét Dương Diệp, nói. Kiếm ý nội liếm lại lăng lệ ác liệt, không hổ là kiếm ý thiên giai nhị trọng, ngươi có tư cách biết rõ tên của chúng ta. Ta gọi là Hạ Hầu Hiên, người thừa kế Nho Đạo. Bên cạnh ta không có tên, chúng ta gọi hắn là Mù Lòa. Hắn xếp hạng thứ hai trong thánh bảng của chúng ta. Dương Diệp nói. Ta nghĩ các ngươi sẽ phái lên xếp thứ năm tới. Hạ Hầu Hiên lắc đầu, nói. Là thánh địa chúng ta khinh thường ngươi, lúc này hai người chúng ta đến đây đại biểu thánh địa sẽ không xem thường người nữa. Cho nên, người và thế lực sau lưng người phải biến mất. Nói quá nhiều. Lúc này, đột nhiên Mù Tòa tiến lên phía trước hai bước, nói. Tiếp ta một thương. Nói xong, trong tay Mù Lòa cầm trường thương màu tím đâm thẳng về phía trước, trường thương đã tới trước mặt Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, bởi vì kiếm ý của hắn ẩn ẩn bị thương ý áp chế. Thương ý thiên giai tam trọng. Dương Diệp rút ra nhân hoàng kiếm chém một kích, kiếm khí bắn ra ngoài va chạm với thương của Mù Lòa, kiếm khí khẽ run lên, ngay sau đó kiếm khí hóa thành hư vô. Trường thương màu tím đánh thẳng vào ngực của Dương Diệp. Bành! Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn bay ngược về phía sau, cuối cùng hắn đụng thẳng vào tường thành cổ vực thành, sau đó tường thành sinh ra vô số khe hở. Tất cả người trong cổ vực thành ngây ra như phỗng. Đón một kích của ta. Tuyệt bút trong tay Hạ Hầu Hiên vẽ lên không trung vài cái,
Một chữ, diệt, thật lớn xuất hiện, chữ, diệt, vừa xuất hiện, đột nhiên tường thành cổ vực thành trực tiếp sụp xuống. Lấy nhiều khi ít, đây là tác phong của thánh địa sao? Đúng lúc này, một trường thương màu vàng vạch phá không gian xuất hiện đâm xuyên qua chữ, diệt, và biến mất. Trong mắt Hạ Hầu Hiên xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một nữ tử áo trắng đi tới. Một bộ áo bào trắng, tóc đuôi ngựa. An Nam Tĩnh. Nhìn thấy An Nam Tĩnh xuất hiện, đám người Đinh Thược Dược thở ra một hơi. Nội tâm Đinh Thược Dược đã sớm dự liệu được, nếu thánh địa phái người đến đây, nhất định sẽ là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng nàng không nghĩ tới, thánh địa không chỉ phái siêu cấp yêu nghiệt, hơn nữa một lần phải hai người tới, hơn nữa còn là thứ hai và thứ ba. Đinh Thược Dược rất rõ ràng, lần này thánh địa đã chính thức muốn tiêu diệt Dương Diệp. Mà sự thật cũng chứng minh, hai người này liên thủ với nhau, Dương Diệp căn bản không cách nào ngăn cản. Cũng may An Nam Tĩnh xuất hiện. An Nam Tĩnh liên thủ với Dương Diệp, Nam Vực còn có hy vọng. Hạ Hầu Hiên dò xét An Nam Tĩnh, sau đó nói. Đúng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, huyền giả đại lục trừ Dương Diệp ra vẫn còn thiên tài như thế. N, ngươi cũng dùng thương, ha ha, thật trùng hợp, mù lòa cũng dùng thương, hắn ở thánh địa được gọi là Thương Vương, ta cảm thấy người có tư cách giao thủ với hắn. Mù lòa vẫy tay, trường thương bay về tay của hắn, sau đó hắn nhìn sang An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh cũng không có quản hai người, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Tuy Dương Diệp bị mù lòa đâm trúng một thương, cũng may thời khắc mấu chốt hắn vận dụng long biến, bởi vậy cũng không có bị thương quá lớn, dù như thế hắn vẫn hoảng sợ phát hiện, dưới long lân của hắn đã đầy máu tươi. Chỉ một cú đánh, một kích tiện tay. Tuy trong lòng hắn vẫn khuyên bảo chính mình, không nên khinh thường những thiên tài trên thánh bảng của thánh địa, nhưng hắn phát hiện, hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp thực lực những thiên tài trên thánh bảng. Ngươi không sao chớ? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp lắc đầu, đây cũng không phải cậy mạnh, lúc trước hắn chỉ là đánh giá thấp đối phương, bởi vậy mới bị đánh trúng, hơn nữa bản thân long lân của hắn có năng lực tự chữa trị, cho nên thương thế từ một kích vừa rồi đã được chữa khỏi. Ngươi xuất quan? Dương Diệp hỏi, nhưng hắn nhớ rõ, An Nam Tĩnh đã từng nói qua, không đến hoàng giả cảnh thì nàng không xuất quan, mà bây giờ, nàng cũng chưa đạt tới hoàng giả cảnh. Giúp ngươi. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh cũng không phải nữ tử đặc biệt xinh đẹp, nhưng không thể phủ nhận, trên người nàng có khí chất hấp dẫn đặc thù, loại khí chất này nữ nhân khác không có. Cũng chính vì khí chất đó mới giúp An Nam Tĩnh không giống người thường. Bị Dương Diệp nhìn chằm chằm. Sắc mặt An Nam Tĩnh hơi mất tự nhiên, nàng quay đầu đi, nói. Không có việc gì thì đánh đi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó hắn nhìn sang hai người Hạ Hầu Hiên, nói. Ngươi chọn chưa? Chọn sao? Hạ Hầu Hiên nao nao, sau đó cười nói. Mù loà, không nghĩ tới chúng ta tới huyền giả đại lục lại bị người ta chọn đánh, nếu để cho người thánh địa biết rõ, đặc biệt là biến thái kia biết rõ sẽ cười chúng ta đấy. Nàng sẽ không cười chúng ta. Mù lòa nắm trường thương đi về phía An Nam Tĩnh, hắn đứng cách An Nam Tĩnh chừng trăm trượng, trường thương trong tay mù lòa hóa thành một tia sáng tím bay thẳng tới trước mặt An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh hơi nghiêng người, nàng lập tức xuất thương ngăn cản. Bành! Trường thương quay ngược trở về, An Nam Tĩnh bị đẩy lui hai bước. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Hạ Hầu Hiên híp lại, trên mặt không có chút khinh thường nào. Có thể tiếp được một thương của mù lòa. Trong thế hệ trẻ của thánh địa, trong thiên tài yêu nghiệt top 5 của thánh địa khó gặp người đánh bay trường thương của mù lòa trở về, trừ đệ nhất biến thái ra, cũng chỉ còn có hắn. Nói cách khác, nữ nhân trước mắt có thực lực không kém gì bọn họ. Quả nhiên nữ nhân này quá mạnh mẽ. Nhìn An Nam Tĩnh, Dương Diệp thầm nghĩ, nếu như thực lực An Nam Tĩnh không tiến bộ, nàng không dễ dàng tiếp được một kích lúc trước. Thương của mù lòa có lai lịch gì? Lại có thể kháng trụ liệt thiên kích trong tay An Nam Tĩnh. Rất tốt. Mù lòa gật đầu, hắn tiến lên một bước, lúc bước chân của hắn chạm đất, thân thể đã xuất hiện trước mặt An Nam Tĩnh, thương của hắn cũng đâm về phía yết hầu An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đã sớm đoán được, liệt thiên kích của nàng đâm thẳng về phía trước. Keng! Một tiếng vang lớn sinh ra, trường thương màu tím rung mạnh và rời đi vài chục phân, liệt thiên kích trong tay An Nam Tĩnh lại đâm thẳng vào yết hầu của mù lòa. Dường như mù lòa sớm đoán trước, thân thể hắn hơi nghiêng sang một bên, yết hầu tránh thoát mũi liệt thiên kích của An Nam Tĩnh,
cùng lúc đó, trường thương trong tay hắn quét ngang. Hoành Tảo Thiên Quân. Nói xong, một đạo thương mang đánh thẳng về phía An Nam Tĩnh. Sắc mặt An Nam Tĩnh trầm xuống, phản ứng của nàng cũng không chậm, liệt thiên kích trong tay vung lên ngăn cản công kích của đối phương. Bành! Liệt thiên rung động mạnh, bị lực lượng khổng lồ tập kích, hai chân An Nam Tĩnh lui về phía sau hơn trăm trượng, mặt đất xuất hiện một khe rãnh dài làm người ta sợ hãi. Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện hổ khẩu tay phải An Nam Tĩnh đã vỡ ra, máu tươi trên tay An Nam Tĩnh nhỏ xuống liệt thiên. Dương Diệp đang muốn động thủ. An Nam Tĩnh lại lắc đầu, nói. Vô sự, chính ngươi cẩn thận. Ngươi rất không tồi. Lúc này, mù lòa đã chậm rãi tiến tới gần An Nam Tĩnh. Đổi địa phương chiến đấu chứ? An Nam Tĩnh nói. Mù lòa dừng bước lại, nói. Như ngươi mong muốn. Nói xong, thân hình khẽ động, hắn biến mất ở phương xa. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, nói. Cẩn thận chút. Nói xong. Nàng đạp mạnh xuống đất và lao về hướng mù lòa. Ngươi lo lắng là có đạo lý, bởi vì nàng sẽ chết. Hạ Hầu Hiên nói. Tuy thực lực của nàng vượt qua ta tưởng tượng, nhưng không thể không nói, trên đời này, trừ biến thái đứng đầu thánh bảng trong thánh địa của chúng ta ra, không ai có thể dùng thực lực tôn giả cảnh chiến thắng mù lòa. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn lật tay phải một cái, nhân hoàng kiếm bay vào trong tay hắn, nhân hoàng kiếm vào vỏ. Dương Diệp nhìn thẳng Hạ Hầu Hiên, nói. Không cần nói nhảm nhiều, đánh đi. Hạ Hầu Hiên gật đầu, nói. Người gặp bất hạnh, bởi vì ta sẽ không khinh thường ngươi, ta sẽ đối đãi với người như đối thủ ngang cấp, mà người lại may mắn, bởi vì người được ta đối đãi nghiêm túc, đãi ngộ này chỉ có biến thái kia và mù lòa mới có được. Nói xong, Hạ Hầu Hiên lật nhanh quyển sách trong tay trái, khi quyển sách lật nhanh, cảnh tượng chung quanh vặn vẹo, rất nhanh. Hai người xuất hiện trong thế giới trang sách. Hoan nghênh đi vào thế giới trong sách của ta. Hạ Hầu Hiên mỉm cười. Dương Diệp nhìn chung quanh một chút, hắn kinh hãi phát hiện, dùng kiếm tâm thông minh của hắn lại không nhìn thấy sơ hở của ảo cảnh, không đúng, đây không phải ảo cảnh. Mà lúc này, những chữ của trang sách đang chuyển động. Xíu, yêu yêu. Đột nhiên nhân hoàng kiếm trong tay rồi Dương Diệp ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí màu tím chém vào những sách kia run lên, sau đó đạo kiếm khí của Dương Diệp biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng. Cuốn sách này tên, Thánh Ngôn Thư, chính là sở hữu của cường giả thánh giả thời kỳ hoang cổ, đừng nói ngươi, cho dù là mù lòa cũng không thể phá được quyển sách này. Tuyệt bút trong tay Hạ Hầu Hiên vẽ vào không gian một cái, những trang sách bắn ra vô số chữ nhỏ màu vàng bay về phía Dương Diệp. Nhìn những chữ nhỏ không ngừng bay lên, tay phải Dương Diệp vung lên, hộp kiếm xuất hiện trên tay, tâm niệm vừa động, 10 vạn huyền kiếm trong thanh kiếm phóng thẳng lên trời nghênh tiếp những chữ màu vàng kia. Hộp kiếm của Tả Đăng Phong. Hạ Hầu Hiên nao nao, sau đó lắc đầu, nói. Nếu như tất cả đều là đạo giai, tăng thêm kiếm ý thiên giai nhị trọng của ngươi, có lẽ còn có chút tác dụng, chỉ là thiên giai. Quá yếu. Xùy. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, bởi vì khi huyền kiếm của hắn va chạm với những chữ nhỏ kia, chúng đều bị chữ nhỏ phá hủy. Dương Diệp khiếp sợ, phải biết rằng, trên huyền kiếm của hắn có kiếm ý thập nhị trọng gia trì. Hạ Hầu Hiên thi triển những chữ nhỏ kia là cái gì? Rất nhanh, 10 vạn huyền kiếm của Dương Diệp bị phá hủy sạch sẽ. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn tiến lên phía trước một bước, hắn thi triển kiếm vực, sau khi kiếm vực xuất hiện. Những chữ nhỏ màu vàng ảm đạm đi nhiều, tốc độ cũng chậm hơn mấy lần. Kiếm chi lĩnh vực. Hạ Hầu Hiên hơi sững sờ, sau đó nói. Thật sự là kiếm vực, không nghĩ tới ngươi thực lĩnh ngộ kiếm vực, nhưng cũng tốt, kiếm tu có kiếm vực mới có tư cách để ta xem trọng, thật đáng tiếc, nhìn ngươi như vậy, hiển nhiên không có chính thức nắm giữ kiếm vực, cũng tốt, tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Nói xong, tuyệt bút trong tay Hạ Hầu Hiên vung nhẹ một cái. Khi Hạ Hầu Hiên vung bút lên, những chữ nhỏ bị kiếm vực trấn áp đều tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, giống như có vô số mũi tên bắn thẳng về phía Dương Diệp. Bỏ qua kiếm vực áp chế cùng chói buộc. Dương Diệp cau mày, phương thức công kích của Hạ Hầu Hiên trước mặt quá quỷ dị, hắn chưa bao giờ thấy phương thức công kích như vậy. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí màu tím trong cơ thể điên cuồng khởi động, nhân hoàng kiếm trong tay cũng đổi thành ý kiếm, nhân hoàng kiếm mạnh hơn ý kiếm, nhưng không có biện pháp. Hắn chỉ tạm thời sử dụng kiếm này, nó không thuận tay bằng ý kiếm.
Khi huyền khí cùng kiếm ý thập nhị trọng không ngừng rót vào trong cổ sao bộc phát kiếm quang chói mắt, kiếm quang lóe sáng, những nơi đi qua, vô số chỡ nhỏ màu vàng bị nghiền nát. N. Hạ Hầu Hiên kêu lên một tiếng đầy kinh dị, ánh mắt nhìn vào cổ sao trong tay Dương Diệp, hắn không nghĩ tới ý kiếm lại có uy lực như vậy. Hứng thú trong mắt của hắn càng ngày càng đậm, hắn không phải tự đại, mà là tự tin, trong tôn giả cảnh, có thể giết hắn, cho dù là mù lòa cũng không thể làm được. Hạ Hầu Hiên tiến lên phía trước một bước, tuyệt bút trong tay vẽ nhanh trong hư không, khi hắn không ngừng múa bút, những chữ nhỏ đang phi hành chung quanh Dương Diệp đều xoay tròn, chữ nhỏ xoay tròn, vô số tơ vàng nhỏ như. Ông Châu bắn vào Dương Diệp. Phá! Đột nhiên tiếng quát của Dương Diệp vang vọng thế giới trong sách. Một đạo kiếm quang màu tím cùng một bóng đen lao thẳng về phía Hạ Hầu Hiên. Hạ Hầu Hiên không chút kinh hoàng, tuyệt bút trong tay hắn điểm về phía trước, kiếm quang màu tím nổ tung. Lại điểm, ngòi bút tuyệt bút lại va chạm với mũi kiếm của Dương Diệp. Oanh! Một đạo ánh sáng tím va chạm với ánh sáng màu vàng, cả hai cùng lui về phía sau 10 trượng. Lực lượng thân thể thật mạnh, lực lượng thân thể của ngươi không kém gì cường giả hoàng giả cảnh. Hạ Hầu Hiên nhìn Dương Diệp, trong mắt hắn lại đầy hứng thú. Chỉ xích thiên nhai. Dương Diệp không có hứng thú nói nhảm với đối phương, hắn cầm ý kiếm trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Hầu Hiên, ý kiếm mang theo khí lưu bén nhọn đâm vào yết hầu đối phương. Một kiếm đâm vào không khí, bởi vì Hạ Hầu Hiên đã xuất hiện cách Dương Diệp vài chục trượng. Thánh địa có 10 đại thân pháp huyền kỹ, 10 đại thần thông thuật, 10 đại bí pháp, chỉ có thiên tài trên thiên bảng mới có thể học. Thiên tài bài danh càng cao, sở học thân pháp, thần thông thuật, bí pháp càng mạnh, bởi vậy, vô số thiên tài yêu nghiệt đều mơ tưởng bò lên thánh bảng. Người học lấy, chỉ xích thiên nhai, đứng hàng thứ 7, mà ta, sở học là, di hình hoán vị, đứng thứ 3, người muốn dùng tốc độ chiến thắng ta, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Hạ Hầu Hiên nói, thật sự gặp may mắn a. Dương Diệp nói, những thiên tài thánh địa này có thân pháp. Thần thông thuật và bí pháp làm hắn đau đầu. Mà những vật này, hắn hoàn toàn không có. Cho tới bây giờ, huyền kỹ mạnh nhất của hắn chính là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, mà Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật còn không phải Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật chân chính, về phần thân pháp huyền kỹ và bí pháp gì đó, hắn đều ăn cướp của người khác. Hạ Hầu Hiên nói, ta nghĩ, sở dĩ ngươi có thể giết mấy thiên tài trên thánh bảng của chúng ta, chứ ngươi có thể thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật ra, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là thân thể của ngươi, trên thánh bảng, trừ số ít mấy người ra, bọn họ công kích đối không thể tạo thành nguy hiểm đến tánh mạng của ngươi, cho nên, bọn họ giao thủ, cùng ngươi bản thân ngươi đã đứng ở thế bất bại, bởi vậy, bọn họ làm sao có thể thắng ngươi. Nói đến đây, Hạ Hầu Hiên mỉm cười, nói. Nhưng gặp phải ta, ưu thế phòng ngự của ngươi phải biến mất. Nói xong, Hạ Hầu Hiên vung tuyệt bút lên, nói. Bó. Trang sách chung quanh hai người lật nhanh, sau đó một chữ, bó, bay ra khỏi trang sách, chữ, bó, nhanh chóng tạo thành một khóa sắt dài vài trăm trượng, khóa sắt đã vây quanh người Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, những khóa sắt quấn quanh người hắn, chúng lại có thể ngăn chặn kiếm ý của hắn. Đừng phản kháng, những chữ, bó, này ẩn chứa pháp tắc của vô số cường giả thánh giả, chúng không chỉ có thể áp chế kiếm ý của ngươi. Còn có thể áp chế huyền khí cùng khí thế của ngươi. Đương nhiên, chúng không thể áp chế kiếm vực, người hiện tại không nắm giữ huyền bí chân chính của kiếm vực. Đương nhiên, người có thể thi triển bí pháp của Tả Đăng Phong, cưỡng ép tăng thực lực lên, kỳ thật, ta rất chờ mong người có thực lực hoàng giả cảnh sẽ như thế nào. Hạ Hầu Hiên nói, ngươi xác định chúng có thể áp chế huyền khí của ta. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sang Hạ Hầu Hiên. Kiếm ý thiên giai đều có thể áp chế. Huống chi là huyền. Hạ Hầu Hiên còn chưa nói xong, đột nhiên có một đạo huyền khí màu tím tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Khi huyền khí màu tím tuôn ra, oanh một tiếng, những khóa sắt trói buộc quanh người Dương Diệp bị đánh nát. Sắc mặt Hạ Hầu Hiên đầy ngưng trọng, hắn nhìn huyền khí màu tím của Dương Diệp, nói. Huyền khí của ngươi thật quái dị, lại có thể bỏ qua pháp tắc của Thánh Ngôn Thư. Dương Diệp vươn tay tìm kiếm, ý kiếm xuất hiện trong tay hắn, ý kiếm vào vỏ. Tâm niệm vừa động, tất cả huyền khí màu tím rót vào cổ sao, hai tay huyễn hóa thành long chảo, chảo phải nắm chặt ý kiếm, huyền khí màu tím và kiếm ý điên cuồng rót vào trong cổ sao, cánh tay phủ đầy lân phiến dần dần đỏ lên. Hạ Hầu Hiên nhìn chằm chằm vào cổ sao trong tay Dương Diệp, sau đó tuyệt bút trong tay hắn vung lên,
Trang sách chung quanh hắn lật nhanh, rất nhanh, do vô số chữ nhỏ tạo thành một chữ thủ, xuất hiện trước mặt hắn. Trảm. Dương Diệp vừa dứt lời, đột nhiên ý kiếm ra khỏi vỏ, kiếm vỡ. Kiếm khí màu tím lướt đi thật nhanh, nó chém vào chữ thủ trước mặt Hạ Hầu Hiên. Oanh. Chữ thủ, rung động mạnh, Hạ Hầu Hiên lui về phía sau vài chục bước. Mà lúc này, đạo kiếm khí thứ hai lao tới chém vào chữ thủ kia. Oanh. Hạ Hầu Hiên lại lui về phía sau vài chục trượng, chữ thủ trước mặt hắn xuất hiện vô số khe hở. Đạo kiếm khí thứ hai vừa biến mất, đạo kiếm khí thứ ba nối gót lao tới. Oanh. Chữ thủ, vỡ vụn, Hạ Hầu Hiên bay ngược về phía sau hơn trăm trượng, nhưng mà lúc này, đạo kiếm khí thứ tư đã tới trước mặt Hạ Hầu Hiên. Hạ Hầu Hiên biến sắc, tuyệt bút trong tay hắn điểm một cái. Oanh. Cánh tay của Hạ Hầu Hiên rung động mạnh, hắn lại bay về phía sau hơn trăm trượng. Toàn bộ thế giới trong sách vặn vẹo, dần dần, hai người đã xuất hiện dưới cổ vực thành. Ninh Thược Dược và người Nam vực sững sờ, ai thắng ai bại. Lúc này Dương Diệp có dáng dấp thê thảm, bởi vì toàn thân hắn đều là máu, trước kia hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật khác với lúc trước hắn không chỉ tăng thêm tất cả huyền khí màu tím trong cơ thể mình, còn tăng thêm tất cả lực lượng thân thể. Có thể nói, bốn đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lúc trước đã là bốn kích mạnh nhất trong tôn giả cảnh của hắn. Đáng tiếc, cảnh giới của hắn đã giảm xuống tôn giả cảnh nhất phẩm, chỉ có thể thi triển tối đa 5 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Nếu như cảnh giới là tôn giả cảnh cửu phẩm, hắn nhất định có thể thi triển ra 10 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, bởi vì kiếm ý của hắn lúc này cũng không phải là địa giai, mà là thiên giai nhị trọng. Sau này phải nỗ lực tăng cảnh giới lên mới được. Dương Diệp thầm nghĩ, đối với rất nhiều siêu cấp thiên tài mà nói, tôn giả cảnh nhất phẩm si vẹ ung tôn giả cảnh nhị phẩm không khác nhau bao nhiêu, nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, khác nhau trong đó cực lớn. Ví dụ nếu như hắn là tôn giả cảnh cửu phẩm, trước kia không chỉ có thể thi triển 10 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, huyền khí trong cơ thể hắn cũng bộc phát như thác nước. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn phải nhanh chóng tăng lên hoàng giả cảnh. Bằng không hắn không thể cứu tiểu nữ hài, hắn không thể đối kháng thánh địa, hắn cũng không có thực lực đấu với huyền giả nghịch loại. Kiếm kỹ thật mạnh. Đúng lúc này, Hạ Hầu Hiên lại lên tiếng. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại lên. Chỉ thấy Hạ Hầu Hiên đang đi về phía hắn. Hạ Hầu Hiên lúc này hơi chảy máu ở tay, hắn cũng không có dấu hiệu bị trọng thương. Ta còn thừa lực, ngươi thì sao? Hạ Hầu Hiên hỏi Dương Diệp. Dương Diệp cúi đầu nhìn thân thể của mình, long lân trên người hắn lúc này đã nứt ra, vô số máu tươi trào ra ngoài, trong cơ thể không còn chút huyền khí nào. Nếu như không có, vậy ngươi phải chết. Hạ Hầu Hiên vung bút trong tay lên. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Bút phạt khẩu chu. Khi Hạ Hầu Hiên huy động tuyệt bút trong tay, có bốn chữ xuất hiện trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Khi bốn chữ xuất hiện, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, hắn đang bị lực lượng vô hình vây khốn, cho dù là hắn thi triển kiếm vực cũng vô dụng. Đúng lúc này, đột nhiên yêu hoàng xuất hiện trên không trung cổ vực thành, hắn nhìn bốn chữ, bút phạt khẩu chu, trên đỉnh đầu của Dương Diệp, sắc mặt của yêu hoàng biến thành ngưng. Trọng. Phát giác được thần sắc của yêu hoàng, nội tâm Ninh Thược Dược căng thẳng, nói. Tiền bối, đó là. Yêu hoàng hít sâu một hơi, nói. Trong cố văn của yêu tộc ta có ghi lại bút phạt khẩu chu, đó là đại năng nho đạo thời kỳ hoang cố sáng chế ra, trong đó ấn chứa lực lượng nhân đạo, thiên đạo, và thánh đạo, chỉ cần ai vi phạm nhân đạo, thiên đạo, thánh đạo sẽ bị ba đạo pháp tắc này áp chế. Thật lâu trước đây, bút phạt khẩu chu, làm cho huyền giả nghịch nghe mà sợ mất mật. Cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, đại năng nho đạo lúc trước bị đổ sát không còn, ta không nghĩ tới, thánh địa hôm nay lại có người nắm giữ, bút phạt khâu chu. Kính xin tiền bối viện thủ. Ninh Thược Dược cung kính thi lễ với yêu hoàng. Yêu hoàng lắc đầu, nói. Vô dụng, muốn dùng lực phá, bút phạt khẩu chu, nhất định phải có lực lượng nhân đạo, thánh đạo và thiên đạo, bằng không, nếu ai nhúng tay vào, hai người đều bị cắn trả. Mà ta chỉ nắm giữ nhân đạo, về phần thánh đạo và thiên đạo, chỉ có cường giả thánh giả cảnh mới có thể nắm giữ. Sắc mặt Đinh Thược Dược tái nhợt, theo ý của yêu hoàng, cho dù là Mạc Lão cũng không cách nào cứu Dương Diệp, bởi vì Mạc Lão không nắm giữ lực lượng thiên đạo và thánh đạo. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Đinh Thược Dược hỏi. Yêu hoàng nói. Cũng không phải,
vị đại năng nho đạo lúc trước có lòng nhân từ, bởi vì sợ ngày sau truyền nhân nho đạo dùng kỹ này lạm sát kẻ vô tội, bởi vậy, người thừa nhận, bút phạt khẩu chu, không thể trái với ba đạo, trong lòng không thẹn với lương tâm, người đó sẽ không bị xử phạt, còn có thể đạt được ba đạo lực lượng ban tặng. Nhưng Dương Diệp, sắc mặt Đinh Thược Dược càng tái nhợt, bởi vì nàng hiểu. Dương Diệp được gọi là kiếm ma, hắn làm sao có thể không trái với ba đạo này? Chẳng lẽ hôm nay Dương Diệp hẳn phải chết? Vì cái gì vừa nghĩ tới hắn chết, trong lòng mình lại có cảm giác đau đớn. Trong mắt Đinh Thược Dược còn mang theo mê mang. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tuy nam tử thánh địa kia nắm giữ bút phạt khẩu chu, hắn vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn, hơn nữa lực lượng nho đạo của hắn cũng không mạnh, có lẽ Dương Diệp có cơ hội. Đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Mạc Lão sẽ ra tay, nhưng khi đó Mạc Lão không bị cắn trả, sợ rằng Dương Diệp sẽ bị cắn trả. Ai? Yêu Hoàng lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất đắc dĩ. Yêu Hoàng lần thứ nhất phát hiện, thánh địa đúng là cường đại đến mức hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đinh Thược Dược không có nghe thấy Yêu Hoàng nói, ánh mắt của nàng ngây ngốc nhìn Dương Diệp, trong tay của nàng là Thanh Mộc Chi Linh. Sau khi bị lực lượng thần bí vây khốn, Dương Diệp kinh hãi một hồi. Sau đó hắn cố gắng làm mình tỉnh táo lại bởi vì cổ lực lượng kia chỉ vây khốn hắn, nhưng nó lại không tổn thương tới hắn. Cuối cùng là lực lượng gì? Dương Diệp cảm thấy rung động, kiếm vực của hắn bị áp chế, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy. Nhưng Dương Diệp ẩn ẩn cảm thấy, nếu như hắn chính thức nắm giữ huyền bí của kiếm vực, hắn tuyệt đối không bị lực lượng này trói buộc. Nhưng trên đời này chính thức nắm giữ huyền bí của kiếm vực chỉ có một ít lão quái vật trong thánh địa mà thôi. Tìm thánh địa, hắn không cần nghĩ. Nếu hôm nay bình an, chính mình sẽ không tiếc tất cả gia tăng cảnh giới lên hoàng giả cảnh. Dương Diệp nói thầm trong lòng, chỉ có đạt tới hoàng giả cảnh, hắn mới dám đi thánh địa. Cũng chỉ có đi thánh địa mới cứu được bản thể của cổ sao, hắn có thể nắm giữ kiếm vực và thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính. Tóm lại, hắn muốn làm được những việc này, hắn cần phải đạt tới hoàng giả cảnh. Đúng lúc này, Hạ Hầu Hiên lại mở thánh ngôn thư ra, nói. Dương Diệp có ba tội, tội đầu tiên, nhân hoàng chính là vạn vực chi chủ, thay trời quản lý thế gian, nhận được ý chí thiên địa, mà Dương Diệp lại sát hại hắn, đoạt nhân hoàng kiếm, hơn nữa tàn sát sinh linh, việc này đã vi phạm nhân đạo, thỉnh thánh tài. Khi Hạ Hầu Hiên dứt lời, một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể Dương Diệp, sau khi yên lặng nửa ngày, cảnh giới của Dương Diệp bắt đầu giảm xuống. Linh giả cảnh cửu phẩm, linh giả cảnh bát phẩm, linh giả cảnh thất phẩm, linh giả cảnh nhất phẩm. Không đến 2 giây, Dương Diệp đã từ tôn giả cảnh nhất phẩm giảm xuống còn linh giả cảnh nhất phẩm, hắn giảm mọt đại cảnh giới. Đôi mắt của Yêu Hoàng nhắm lại, trên mặt mang theo ngưng trọ chưa từng có, sắc mặt của Đinh Thược Dược tái nhợt như giấy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Các huyền giả nam vực còn lại cũng ngây người như tượng gỗ. Dương Diệp lúc này kinh hãi tột đỉnh, bởi vì hắn quả thật cảm thấy cảnh giới giảm xuống. Nhìn bốn chữ trên đỉnh đầu, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia mờ mịt. Hạ Hầu Hiên vui mừng, bởi vì bút phạt khẩu chu hữu dụng với Dương Diệp. Bút phạt khẩu chu rất mạnh, mạnh đến mức cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng kiêng kỵ không thôi. Tuy có khuyết điểm, đó chính là không thể dùng loạn, nếu như người bị thi triển không thẹn với lương tâm, cũng không có trái với đạo nào trong ba đạo. Người thi triển sẽ bị cắn trả nghiêm trọng, tu vi sẽ biến mất tất cả, dùng để đền bù cho người bị thi triển. Cũng chính bởi vì khuyết điểm này, lúc hắn tranh giành thánh bảng chưa bao giờ dám thi triển với mù lòa và biến thái đứng đầu kia, bởi vì hắn không tự tin. Mà Dương Diệp, sự thật chứng minh, hắn đúng. Hạ Hầu Hiên mỉm cười, tiếp tục nói. Dương Diệp có tội thứ hai, giết nhân hoàng, diệt chúng sinh, trái với thiên đạo. Từng nói muốn tiến hành nghịch thiên với huyền giả nghịch loại, cho nên lọt vào thiên đạo trừng phạt, bởi vì hắn được người tương trợ nên đào thoát thiên đạo trừng phạt. Hắn tiến hành nghịch thiên, công nhiên đối kháng thiên đạo, đây là vi phạm thiên đạo, thỉnh thánh tài. Lại có tia sáng thứ hai chui vào cơ thể của Dương Diệp, sau khi yên lặng một lúc. Cảnh giới của Dương Diệp giảm xuống lần nữa, không đến một giây, cảnh giới của Dương Diệp từ linh giả cảnh nhất phẩm giảm xuống vương giả cảnh nhất phẩm. Trên tường thành cổ vực thành, hai tay Yêu Hoàng nắm chặt, ánh sáng tím xuất hiện trong tay hắn. Cho dù như thế nào, Dương Diệp không thể chết, bởi vì liên minh Nam vực hiện tại, cũng vì Tử Điêu. Nhưng cho dù hắn cứu Dương Diệp, khi đó Dương Diệp cũng tàn phế.
Dương Diệp vẫn mờ mịt nhìn bốn chữ trên đầu. Dương Diệp, trừng phạt cuối cùng. Hạ Hầu Hiên cười nói. Ta cảm thấy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói chuyện. Hạ Hầu Hiên hơi ngẩn người ra, sau đó nhìn Dương Diệp, hắn muốn xem thử một người sắp chết rốt cuộc muốn nói gì. Dương Diệp nhìn bốn chữ lớn trên đỉnh đầu, nói. Cái gì gọi là tu hành? Tu hành chính là tranh đoạt tài nguyên cùng trời đất, lợi dụng năng lượng thiên địa để làm cho bản thân mình lớn mạnh, sau đó thỏa mãn dã tâm và khát vọng của mình, tu hành chính là tranh mệnh với trời, bản thân tu hành chính là hành động nghịch thiên. Cho nên, ta giết nhân hoàng, ta nghịch thiên thì sai ở chỗ nào? Đại nghịch bất đạo. Hạ Hầu Hiên quát. Nhưng ngay vào lúc này, một mây tía đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp lao ra, tiếp theo, một ảo ảnh tháp nhỏ bao phủ lấy Dương Diệp. Mơ hồ có thể nhìn thấy được ở bên trong tháp nhỏ ảo ảnh có ba chữ lớn Hồng Mông Tháp. Hạ Hầu Hiên sửng sốt, mà vào lúc này, tháp nhỏ ảo ảnh này đột nhiên phóng lên cao, đánh vào bốn chữ lớn kia. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, bốn chữ này hóa thành hư vô. Tất cả mọi người ngây người, Hạ Hầu Hiên cũng ngây người, hắn không thể tin nhìn tòa tháp nhỏ ảo ảnh này, nói. Sao có thể như vậy được, sao có thể như vậy được? Mà vào lúc này, một lực lượng đặc biệt bao phủ lấy Hạ Hầu Hiên. Tiếp theo, huyền khí trong cơ thể Hạ Hầu Hiên điên cuồng tuôn ra, cuối cùng tất cả tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Không chỉ có huyền khí, vào giờ phút này tinh khí thần của hắn cũng điên cuồng tràn ra bên ngoài cơ thể, sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào người Dương Diệp. Phản phệ! Hạ Hầu Hiên điên cuồng kêu lên. Không, sao có thể bị phản phệ như vậy được, không có khả năng, Dương Diệp. Người trái với nhân đạo, trái với thiên đạo, trái với thánh đạo, sao có thể phản phệ lại ta được, sao có thể như vậy được? Cho dù như vậy, nhưng tinh thần khí trong cơ thể hắn vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể, cuối cùng lấy một loại cách thức kỳ lạ tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Mà vào giờ phút này, tu vi của Dương Diệp đã tăng lên với một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cảnh giới linh giả nhất phẩm. Cảnh giới linh giả nhị phẩm. Cảnh giới tôn giả nhất phẩm. Cảnh giới tôn giả nhị phẩm. Cảnh giới tôn giả tam phẩm. Chấm. Tiền bối, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Trên cổ vực thành, trong lòng Đinh Thược Dược thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Yêu Hoàng bên cạnh hỏi. Yêu Hoàng nhìn tòa tháp nhỏ ảo ảnh này trên đỉnh đầu Dương Diệp một lát, sau đó lắc đầu, nói. Ta cũng không biết rõ ràng lắm, tuy nhiên chắc hẳn có liên quan tới những lời hắn cuối cùng. Cho dù tiểu tử này nói ra, nghe đại nghịch bất đạo, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại có chút đạo lý. Chúng ta là người tu hành, nói đến bản chất thì thật ra chính là hành động nghịch thiên, nếu không ông trời cũng không có khả năng sẽ đánh xuống rất nhiều thiên phạt vào lúc chúng ta thành hoàng và thành thánh như vậy. Ý của tiền bối muốn nói câu của Dương Diệp, câu bản thân tu hành chính là hành động nghịch thiên, lại không bàn mà hợp với đại đạo chân chính sao. Bởi vậy, mới khiến cho Hạ Hầu Hiên bị cắn trả. Đinh Thược Dược hỏi. Yêu Hoàng lắc đầu, nói. Lúc trước Dương Diệp bị thánh phạt, đủ để chứng minh tất cả những gì Dương Diệp làm trước đó đều là trái với nhân đạo, thiên đạo. Cuối cùng Hạ Hầu Hiên bị cắn trả, nguyên nhân chân chính thế nào, ta không biết, tuy nhiên chắc chắn có liên quan tới lời Dương Diệp nói cùng ảo ảnh tháp nhỏ trên đỉnh đầu hắn. Ninh Thược Dược cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì Yêu Hoàng nói câu này chẳng khác nào chưa nói. Mái tóc của Hạ Hầu Hiên vốn màu đen. Nhưng lúc này đã biến thành màu trắng như tuyết, mặt hắn vốn tuấn tú biến thành gương mặt đầy nếp nhăn, chỉ có hai mắt của hắn còn có chút tinh thần, tuy nhiên lúc này bên trong đầy khủng hoảng, khó có thể tin nổi. Cảnh giới của Dương Diệp còn đang tăng lên. Bản thân Hạ Hầu Hiên là cảnh giới tôn giả cửu phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm chân chính. Lúc này, tu vi suốt đời hắn đều bị cắn trả, chuyển cho Dương Diệp, cảnh giới của Dương Diệp tất nhiên sẽ tăng lên. Tuy nhiên, khi cảnh giới của Dương Diệp tăng lên đến cảnh giới tôn giả cửu phẩm, xu thế tăng vọt này cuối cùng đã chậm lại. Cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Dương Diệp mở hai mắt ra, hít sâu một hơi và nắm chặt tay. Kiếm ý xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm vào vỏ kiếm cổ, sau đó đột nhiên rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím bắn thẳng đến phía chân trời, kiếm khí đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị xé rách, tạo thành một lỗ thủng lớn nối liền với đám mây. Hắn nói, ngươi đi đi. Nhân đạo, thành đạo, thiên đạo gì đó, kẻ nào cản đường của ta, không quan tâm là gì, ta đều một kiếm chém xuống.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.